Ok, bây giờ mình sẽ phân tích lại trận giữa KT cùng với Leaning đây là một trận cực kỳ hay giữa hai đội tuyển lớn à, và kết quả nó là 2-1 cho bên phía của Leaning. Đây là một kết quả khá là đáng tiếc vì KT thực ra đã đánh rất là hay trong ngày hôm nay rồi nhưng mà một vài khoảnh khắc uh, tương đối đáng tiếc khiến cho KT đã bị rất uh, xuống nhóm 22 còn Leaning thì đã đi tiếp vào tứ kết với kết quả là 3-1. Ok. Ván đấu đầu tiên, phase 1 của bên phía KT roster ban pick rất ổn, họ có rất nhiều power pick. Luôn có những phương án. Để mình lấy ban pick theo thứ tự cho các bạn nhé. Đây ban pick vắn một giữa KT cùng với Ninh này. Các bạn thấy là phase một bên phía của KT đã ban Kalista uh, cùng với Kai'Sa và Orianna, bên phía bên kia ban Saya Rumble cùng với Azir. Thì lúc này Saya cùng với Kai'Sa đã không còn. Kalista để đường cũng không còn. Thì rõ ràng ưu tiên lúc này sẽ là khu vực rừng và Mao Cai là một hot pick nở ra sau những lượt ban nó không có Mao Cai như thế này. Thì ngay lập tức bên phía KT có được Mao và bên phía của Ninh không lấy dây dành cho Scout. Thế nên là bên phía KT đã có được hai lượt pick đó là dây cùng với Mao Cai cực kỳ mạnh đây là hai vị tướng có khả năng carry rất mạnh, áp lực hai hai mạnh, áp lực mid game mạnh, chỉ cần đánh an toàn đầu trận thôi. Thì thực ra cũng không có nhiều vị tướng có khả năng đe dọa được con dây đường giữa tại thời điểm này. xét về mặt đi đường, Asia thì bị ban rồi. Cùng lắm là Skar sẽ đánh những con tướng như kiểu là uhm... nếu mà Nico đi đường với dây thì thắng nhá. Nico đi đường với dây bắn này thì pick uh, bên phía của Linh pick uh, con Nico đi đường thắng nhưng mà cái áp lực của Nico trong việc là để lẻ nó không nhiều và nó cũng không phải là một con tăng tính sức mạnh khỏe giống như là con dây nữa con dây tăng tính sức mạnh rất là khỏe hay là nếu pick con sai lát ở đây chẳng hạn thì cũng có chiêu cuối được của Maokai. cai và cũng có thể đè con dây được nhưng mà quyết định của ska ván này là onin cho gala lý ninh ván này quyết định onin cho gala anh em nhé họ đã lộ ý định đánh xe quanh đường dưới rất sớm ở trong ván này luôn thì đây cờ sân tê thủ hòa khu đường trên của kin mid dừng là Maokai cai cùng với dây thì đây là bộ ba cánh trên đã có thể đánh rất ổn rồi chỉ cần một đường dưới có khả năng đánh an toàn đánh an toàn nha các bạn thì lúc này an toàn không còn nữa rồi thường đội hình này các bạn thấy là sẽ có thêm một con cai xa ở đây chẳng hạn hoặc là con say ở đây chẳng hạn là rất khỏe cực kỳ khỏe luôn nhưng mà trong điều kiện là khi mà cả xây ra lẫn cả cai xa bị ban đi thì các bạn thấy là hiện tại khu đường dưới đánh an toàn của em minh thì nó không còn xạ thủ không còn xạ thủ thì nhận ra điều đó thì bên phía của lê ninh thấy đối phương đã có một cặp mít rừng khỏe rồi thì họ đánh cặp mít rừng theo thiên hướng là đẩy đường có một con nico ở đây nếu đánh 22 mà đánh hai thắng á, thì vẫn có kiểu như là Javan cùng với Sylas này. Để bên phía của Liên có thể đánh mít rừng chung với cặp mít rừng dây cùng với Maokai phía bên kia, nhưng mà họ pick Aphelios thì đã xác định là ván này đánh online cho Gala rồi thì cánh trên của họ chỉ cần có những cái cánh trên nó an toàn thôi. Là về Lex con Aphelios nó có thể gánh thoải mái luôn. Gánh rất khỏe là nó khác. Bên này đã bạn Orianna rồi nên là Javan Orianna sẽ không có anh em nhé. Nếu mà Orianna đây thì cũng là một đỉnh rất đẹp chỉ là không có Oriana thì có hai lựa chọn một là Scar muốn đánh tấn công mạnh muốn gọi là đè đường mạnh thì có con Sylas còn muốn đánh đẩy đường chiu 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 sau đó thì xuống đường dưới ganh cho con Afe hoặc là cover cho Afe nó farm đầu trận thì vẫn còn đó con Nico này thì uh, xã thủ mà em minh có thể lưu tới ở tại thời điểm này ấy, thì nó còn lại không nhiều nếu pick dinh vào thì nó quá khó chơi mình cảm giác là cái kíp... sau các bạn ban con Rakan này Bên này ban cùng với Varus mất rồi. Kalista không còn, Varus không còn, chỉ có Raven nếu mà em mình muốn đánh một cách mạo hiểm và đánh chung cánh dưới với cả con dây này thôi. Nhưng bạn biết là pick Raven thì nó mạo hiểm ở chỗ là mid không đẩy được. Bây giờ pick một xạ thủ ăn lên con Afe ở đây á thì có con Raven. Nhưng mà pick như vậy thì con dây này nó sẽ bị một cái là bị con, con con con, Nico nó đẩy hoài và nó sẽ xuống dưới bot à. Nó xuống chung với Ra cũng cực kỳ nguy hiểm luôn á mà đẩy được với Nico tại thời điểm này thì không không đẩy lại nhá. Con dây này chắc chắn nó không đẩy lại với những cấp độ đầu. Nhưng mà điểm mạnh con dây là nó sẽ phốc rất mạnh ở hai đồ và nó sẽ có được khả năng tăng tiến sức mạnh cực kỳ tốt so với con Nico về mặt carry. Thì rõ ràng là mid rừng bên phía KT okay, sẽ là mid rừng carry trong ván này. Đừng trên thủ hòa rồi. Đường dưới thì pick một con phụ đam thôi là mình đã ok rồi. Con dây nó đã carry rất là tốt rồi. Thì quyết định của em mình lại là pick con đây con Zick này ngon. Nếu mà mình nghĩ là con Zick này pick vào là cực kỳ ngon luôn á, đánh đội tốc ở dạng mid game với dây và Zik vừa có sát thực phép vừa có được khả năng đi đường rất là an toàn vẫn có khả năng đi đường được không sợ bị đai trụ và gặp ra van thì cũng dễ chơi gặp ra van cực kỳ dễ chơi luôn con dích ít nhất là nó còn có cái W để mà cao tờ ra van nó vào còn pick con dinh là không có gì để chạy anh em ạ con ra van nó di chuyển vào chung với con nico là con dinh cực kỳ ngộp mà chưa kể là cái vấn đề đi đường con dinh nó không được giải quyết nha con dích là con đi được cực kỳ ngon luôn á tao không biết tại sao họ lại họ lại suy nghĩ một thôi một hồi lại quyết định rằng con dinh này con dinh này đi đường thì rõ ràng chuối phi mà các bạn lại có thấy là bên phía bên kia lại ban Nauti cùng với Rakan nữa. Nếu mà pick con Zik ở đây thì có lẽ sẽ không cần phải ban thêm cả con uh, Nauti của đối phương. Để đối phương có thêm Reta Class, game 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 end rồi. Pick đến phase 2 của KT là thấy có vẻ là khó cho đi vào cả cớt nữa rồi. Bởi vì cặp này căn bản là một cặp mà nó sẽ có khả năng carry mạnh nhưng nó không đẩy đường được bằng so với cặp mid bên phía bên kia nó sẽ không di chuyển chung với nhau liên tục để mà áp được hai cánh giống như của các phân sự kiểm soát thì rất là cần thời gian để bd có thể farm mà bot thì không cho thời gian bot này quá ngộp bên phía bên kia muốn đánh nhanh là đánh nhanh à họ muốn điều tiết nhiệt độ ban đấu là họ điều tiết một cách thoải mái à bởi vì cái bot họ win lên và các bạn thấy là bên phía team hai bây giờ có một lực pick hỗ trợ để mà counter á thì chỉ có reta class này thôi chỉ có reta class thôi gần như là những hỗ trợ cao tơ thời điểm này nó không có quá nhiều ấy. bạn thấy xoay, tới xoay lui thì nó sẽ là ra rồi leona rồi nauti rồi bò thì chỉ có rê là con gọi là nó xứng đáng để mà đứng ra để mà pick pick cuối và cao tơ pick cũng như là Winland thì thời điểm này con này nó bị ban nhiều đấy là lý do vì sao con rê bị ban nhiều vì nó tay nó dài mà đi đường nó cực kỳ khỏe nó cao tờ những hỗ trợ tay ngắn khá là nhiều luôn á và đi chung với AFE thì các bạn thấy là bot bên phía cây tì ngộp quá ban pick xong là thấy cái bot của KT phá này chắc là thở oxy rồi. Còn nhìn cặp bot bên phía của KT ván này đi lên thở oxy luôn mà. Mid thì kèo này kèo thua nhưng mà BDD vẫn farm ok nha. Vẫn farm ok và vẫn có thể dùng TP tăng tính sức mạnh từ từ được. Không vấn đề gì. Top thì kèo này đánh cơ sân T cùng với Jack thì King cũng đã đánh rất là tốt. Đây là pha chủ quan của bên phía laning này. Đây là pha chủ quan của Lý vì pha này thực ra là cướp bị lộ vị trí trước đấy rồi. Cướp bị lộ vị trí trước đấy rồi nha anh em nhé. Đây, một cái hoa soi sáng của Tạc Giang phát hiện ra vị trí của cướp rồi. Nhưng bot của Lý vẫn để bị ganh. Chỉ là để bị ganh xong thì bên phía KT cũng ẩu. Để con Afe nó gỡ mạng. Đây là một pha mà cướp bị lộ vị trí rồi này anh em này. Hoa soi sáng rồi này. Hang vẫn để con bò của lấy Quy flash chúng. Flash Quy chúng đứt về. bò ăn mất cái mạng này sau đó thì gala nhận thấy cơ hội vẫn gỡ được mạng cũng không nghĩ là lê sẽ chết quả này đâu anh em thực sự luôn á nếu mà cướp ở lại thì nó bị thọt vòng rừng hai của nó quá bị thọt cái vòng rừng hai cánh trên của con maoka này quá nếu mà ở lại reset cái tơ này này nên là bot bên phía kt fan này không nên để chết con bò như thế này rất đáng tiếc gala vẫn có thể có được cái tình huống gỡ mạng rất là tốt ở những viên đạn cuối cùng của súng thiên lý Thế đổi như thế này thì các bạn thấy là bò ăn mạng với Afe ăn mạng là Afe vẫn ok, điều kiện thắng của Afe vẫn đảm bảo. Vào rừng hai ngay lập tức là Cớt đã phải uh, trả giá rồi. Các bạn thấy em minh đi đường này, trời ơi thua pha mười mấy CS. Sao lại ra đông nỗi như thế này? Thua pha mười mấy CS và đi đường ở trạng thái cứ như kiểu là vừa hết máu vừa hết mana anh em là pha khai thác được hỗ trợ đối phương rất là tốt để phần nào đó comeback cái lane bot thì Lê lại chết lại một mạng. Vào tay của Afe phía bên kia và điều cái thắng sau cái Afe thì rõ ràng là con Nico với con Javan nó sẽ xuống bot hoài à. Nó cứ đẩy đường sau nó xuống bot à, áp lực lắm. Và vẫn không dám pick Raven bởi vì là mid không đẩy được. Nhưng mà chỉ cần cái bot này không thua thôi là cái mid này con Jay với con Mao nó gánh được mid game nha. Cặp này là cặp mid game gánh rất ngon luôn á. thì bây giờ cái nhiệm vụ của cặp mít rừng bên phía của nó là quá dễ rồi cặp này là cái cặp mít rừng mà nó đi chung với nhau đánh team 22 thì nó không mạnh đâu nhưng mà nó không mạnh bằng kiểu là Lee Sin Le Planc, hay là nó không mạnh bằng Viego Le Planc, hay là Vi, các thứ không Viari thì ra nó cũng là một cặp đôi mà mình nghĩ là nó cũng không đến mức quá áp lực cái cặp này là cặp đánh team và cái cặp này là cặp pick để chăm sóc cho cặp bot pick để nuôi con Afe này rách đường trên đánh thủ hòa chi chi với cờ sân tây thôi pha này là scout oh yeah, cao xử lý lỗi cả hai bên đều xử lý lỗi bdq không có đam vào nico nico thì sẵn trói trượt cầu sấm cầu tốc vẫn dính nha nhưng mà căn bản kèo này thì con nico nó chỉ đẩy đường thôi là nó khỏe rồi ông scout chết ạ à? vãi trời ơi đánh được cái W ăn một hít từ trụ xong bị con Mao cai ganh chết <laughs> scout đánh quá ổ rồi tham cái gì ở đây cái này nhất thiết phải solo kill đâu không nhất thiết phải solo kill anh em ạ mà dù solo kill được thì tốt thôi nhưng mà không nhất thiết đấy đây là con Java nó đã ăn rất là vội cái vòng rồi các bạn thấy trước đấy là Tạc răng ăn này Tạc Giang ăn vội bãi chi mà không dám ăn vào người đá luôn mà bởi vì cái bot đang như thế này nó phê nó vừa mất flash đã ăn một mạng rồi nó đang win lên bot rồi thì nhiệm vụ của cặp mít rừng là co cho bot thôi tốt đánh chi chi thôi ha nhưng mà scout thì quá tham vọng scout tính solo kill bdd Tạc răng thì đã rất vội về để ăn rồng một rồi Và cái bot như thế này rồi là cái bot free rồng rồi các bạn một trăm phần trăm là free rồng rồi cái này kênh lưu cắt kiểu gì mà sao nó nhìn nó mờ thế nhở? kênh lưu cắt nó hơi mờ anh em ơi. các kênh khác thì cắt ngắn quá nên mình không phân tích được kỹ. Level 6 trước bị một hit từ trụ xong bị con mau cai đứt flat chết ở khu đường giữa. trong khi cái bot đang có được một thế trận rất tốt chỉ cần đẩy đường và cover bot thôi là rồng một free rồi sứ giả bỏ cũng được anh em nhé nhưng mà bỏ có sứ giả đấy là bot bên phía kt là cũng mệt à có tưởng tượng con affiliate này mà nó ở thời điểm mà đối phương ăn sứ giả cánh trên mà con java chỉ cần xách cái đại địa chấn chân xuống bot thôi con dinh ngộp dinh chắc chắn là ngộp đây là một pha mà vừa có một pha chây láo và sau đó thì cao bị một hit từ trụ bị mau cai đứt flash chết với mạng cho dây tự nhiên bên phía kt là có người gánh tiêu khỏe trong khi bot thì Winland thì thôi rồi win gần hai chục cs một mạng hạ gục đội hình này bên phía của Lining nó rất cần thời gian anh em ạ, nó phụ thuộc rất nhiều sát thương và gala, lại có một khởi đầu ngon, cái tốc độ lên đồ gala sẽ là rất nhanh nếu mà được giàu tài nguyên chuẩn chỉ ván này nhá là ăn được trụ bot sớm này, sau đó thì tăng tính sức mạnh xoay quanh việc là soát ra mid và ăn những bãi quay rừng xung quanh mid nó tăng tính sức mạnh rất là tốt nhưng mà ván này thì nó sẽ bị một vấn đề là đội hình này của bên phía KT thì nó có hai chống chịu là Cest của với Mao Cai, thì nó yêu cầu là con Aph này phải có phải có suy giáp sớm và nó sẽ khó đánh khi mà không có cái súng huyết tinh bởi vì nó có con dây bốc rất là đau nếu mà không có súng huyết tinh để mà hút máu lại ấy, thì phải có huyết kiếm thì nó sẽ yêu cầu con AP này phải tầm ít nhất là ba đầu rưỡi ít nhất là ba đầu rưỡi với vừa là xuyên giáp vừa là chí mạng vừa là một ít nhất là một cái huyết trượng nha còn nhiều thì là huyết kiếm thì mới đánh được với đội có con dây như thế này con dây giờ bốc phế lắm thì nó sẽ rất cần thời gian lên phía Linh ván này thì là bên phía KT cũng sẽ có được thời gian để con dây tăng tiến sức mạnh rất là ngon thì vô tình ra lại có thêm một mạng cũng là một điều kiện ngon cho bên phía KT nữa. Đây các bạn thấy rồng đây, ngon rất ngon cho bên phía của Linh, Linh với con rồng đầu rồi. Nhưng mà cái boss này đúng là nuôi quái vật. Boss với con dinh và nuôi Nafe là quái vật thật sự. Đường trên thì Kim xử lý kèo cơ sở với là kèo ngang ngang rồi. Ơ, ờ, đây là pha skip qua sứ giả rồi à? Quả skip qua sứ giả này là cũng là một tình huống bị... Thôi được rồi, xem full đi cho nó nhanh anh em ơi. Kênh của anh Lu cắt highlight mờ quá. Đây là cái pha sứ giả anh em nhé. Cái pha sứ giả là bên phía của Linh, Linh xử lý bị lấn cấn đấy. Đây, xem này cho nét ha. Mình sẽ tua những đoạn mà nó không cần thiết ha. Đây là quả cao chết rất vô duyên. Chết một pha không cần thiết cho một con rồng đã là free rồi bot đánh quá hay rồi bot lát pick được con reta này đi lên bot trên đầu trên cổ cây ti rồi cây ti lại tự hủy với con dinh nữa đây là một pha mà bên phía của linh Đinh có định cạnh tranh sứ giả nhá mình không nghĩ đây là tình huống nên cạnh tranh sứ giả vì cạnh tranh sứ giả này a phê nó phải swap lên ở trạng thái không có tốc biến thì thôi xác định là không tốc biến hồi kịp ở tại sứ giả thì bỏ sứ giả đi anh em bỏ sứ giả ra van này cầm kỳ kích với cả đại điện chân xuống dưới bot cái này thế này y chang à linh linh pha này thì họ vẫn cố dưỡng dưỡng để cạnh tranh con sứ giả mặc dù trạng thái các bạn thấy là con rách này còn máu nữa đâu không còn máu đấy từ rách so với cờ sân tê. kéo tốt này đến đây là Kim đã cầm của cờ sân tê nó đi con rách mất nửa cây rồi xác định là bỏ thì thôi tặc răng xuống dưới bot lấy khiên trụ cho gala không tốc biến là quá ngon rồi là gala có thể gánh rất khỏe rồi đây thời điểm này là thời điểm mà tặc răng có lẽ không nên đứng ở đây xuống dưới bot thật là ngon rồi gánh mít cũng không anh được con dai này đâu con gánh con dây con tốc biến mà mà đam Javan, thì không chắc là đủ nữa. Nếu mà quả này có ra van đứng ở đây với cái đại địa chấn thì... Không biết là bên phía cây KT sẽ phải chơi game như thế nào. Trước đây nó còn quay rất đẹp nữa anh em ơi. Phan này ăn xong rồng là nhiều khi ở lại cánh dưới băng trụ được luôn đây anh em. Bên này hết TP rồi. Hai cái TP của KT đều hết không TP vào trụ được rồi. Quê lính là quê lính có xe to luôn. Gia van của Tạc Răng thì là vừa áp 6 luôn này, ăn cua xong lên 6 luôn này. Còn gì tuyệt vời hơn nữa là việc ăn rồng xong lại còn có cua ăn xong lên 6 nữa anh em. Không cần phải lên vòng rừng cánh trên để ăn hai bãi này lên 6 nữa. Cần đứng ở đây level 6 thôi là bò với cả con dinh này ngộp rồi, ngộp chắc luôn rồi. Vì Mao Cai đang bận ăn sứ giả cánh trên. Nếu Mao Cai xuống trung thì mình không băng trụ nữa. Nếu Mao Cai nó xuống trung thì mình không cần phải băng trụ nữa. đối phương sẽ mất nhịp sứ giả càng lâu càng tốt thì pha này rất tiếc là tặc giang lại chạy lên cánh trên để cạnh tranh sứ giả và nhìn vào sứ giả thì lại thấy con rách này nó hơi lâu con rách này đang phải bú trụ rồi cờ sơ tê của kin đánh quá ngộp nên là mít cái băng trụ dưới bot, không ăn được tối đa khiên trụ bây giờ xuống đến nơi chỉ để cướp bùa đỏ thôi Nhờ bot đối phương thì pha này thì dinh hai uh, spell bò cũng sắp lên sáu mất rồi đây cái quay này đây bạn thấy không đúng không đúng cái quay này không đúng cái quay mà con Maoka ca đang ăn sứ giả cánh trên vừa ăn sứ giả phát là cái bot này nó phải bỏ trụ chạy lấy người không full spell nha hiện tại là full spell và dính level 6 các thứ luôn pha trước là thậm chí còn bòn chưa có flat nữa cơ nhưng mà quyết định là không băng trụ khu đứng dưới mà lên khu đứng trên để cạnh tranh sứ giả lên đến nơi thì thấy con rách bị cờ sân tê nó đấm bấy bá sau đó thì xuống đường dưới thì lại lỡ nhịp băng trụ hơi tiếc cho phía của linh và lợi thế đường dưới nhiều lắm rồi lợi thế đường dưới cực kỳ nhiều cho bên phía của linh luôn rồi pha này thì scar mất mana hơi nhiều nhưng mà còn tp quyết định của KT là swap con dinh lên trên để uh, swap con Zing lên trên để đánh sứ giả và gỡ lại vì cái bot này thua nặng quá. Cái này thì Gam cũng có làm nhá, thậm chí Gam cũng có làm ở tại VZ luôn á, cái này thì mình cũng đã nói rồi ha. Cái việc mà bot thua lên sau swap lên cái trên để nhường tiền cho con dinh với con sứ giả vì dừng nó cũng là con tướng chống chịu thôi mà, nó không phải là con carry. Thì có thể uh, nó sẽ phải phụ thuộc vào đồng đội nhiều một chút thì nó dồn tài nguyên cho con dinh để nó đỡ thọt hơn so với con Afe là cũng ok. Thì pha này hơi tiếc cho phía KT lại không ăn được mạng của Zika không ăn được mạng của Zika anh em ạ cái đứt của lấy hang cái góc nó hơi xấu và nó bóp chiêu cuối của nó bị bóp chiêu cuối của cớt nữa không ăn được cái mạng này chứ con dinh có cái mạng này và cái trụ đứng trên này là thôi là con dinh nó cũng khỏe nha thường những cái tên như thế này zika không nên tham này anh em này thường những cái tên như thế này mà muốn phòng thủ được cái trụ đứng trên với tình huống swap lên như này á là phải bách về đóng đồ sạc đầy máu mana các thứ sau đó tp trở lại Rồi thực ra chất tướng như kiểu là cá sấu có r hoặc là hoặc là kiểu cờ sơ T thì nó tanh được cho con rách này nhìn nó hơi nguy hiểm cảm giác là cũng hơi khó đẹp á thì thôi chấp nhận mình áp cả đấy cũng được này mình áp cả đây cho nó phải ăn trụ bót trước cũng được không vấn đề gì nó di thì hơi tham khiên trụ sau đó thì suýt chết chứ quả này mà con dinh ăn mạng sau đó ăn thêm trụ đường trên với năm khiên trụ bằng cái con sứ giả của con uh, ca này thôi thì nó cũng có thể săn bằng được khá là nhiều cái khoảng cách chênh lệch giữa hai đi ở không đi đường rồi đấy di sống bot vẫn có trụ cho bên phía leaning nha thoát được rồi đánh chiêu chiêu thế là con Afe này vẫn khỏe rồi điều kiện thắng của Liên Linh xin nhắc lại là con Afe này khỏe sớm càng sớm càng tốt sớm lúc nào thì đồng đội dễ chơi lúc đấy bởi vì đội hình này cánh trên là đội hình phụ thuộc vào con Afe nó khỏe lúc nào thì đánh dễ lúc đấy nó thọt thì càng phải đánh trễ vì như bạn thấy thì nó vừa cần đến hút máu để đánh cùng con dây có pop. nó vừa cần đến xuyên giáp để đánh với Mao cai, Cờ Sân tê với bỏ. thì nó cần tầm 3 đầu trở lên đó phải ba đầu rưỡi trở lên đó thì pha này Linh ninh lại kéo ba người lên đánh cánh trên tôi không biết ai côn cú này luôn không biết là ai côn cú này luôn <laughs> Đây, cái bot như thế này là quá ngon rồi chỉ có cờ sân tê nó mới có đủ khả năng lên đồ tanh để nó chống chịu lại nó hít kinh nghiệm thôi con rách thì uh, đâu cần phải đánh cú này đâu Xong con cờ sân tê nó về rồi bot đã ăn trụ được rồi cờ sân tê nó về rồi trụ một vẫn thuộc về bên phía của uh, gala đứng dưới à không nó thuộc về cho con sứ giả của curse thế là đánh bỏ qua nguyên tân lính sau đó thì bị con cờ sân tê nó bách về nó tp ra phía sau cúc luôn rất tham anh em ạ a phê đường dưới nó gọi là làm bố rồi 11 phút ăn được trụ một rồi không cần sứ giả nó vẫn ăn được trụ một vẫn ăn được rồng vẫn cover rừng ăn rồng rất tốt nhưng mà lại quá tham xong con dinh nó về nó vẫn có đồ mà con dinh pha này về nó vẫn đóng được một lượng trang bị khá lớn đấy anh em bị TP bọc đầu và chết tương đối oan. Đối như thế phải đánh như thế thôi anh em. Đánh xoay quanh con Afe này tôi nghĩ là Gala có thể gánh được sát thương rất là lớn luôn á. Vì bắt này nó xanh sớm kiểu gì là ba đồ của nó cũng đến sớm hơn rất nhiều so với thông thường. Nó xoát ra mid nó còn được farm cả chim, cả red, cả sói các thứ nữa thì tăng tính sức mạnh thì mấy hồi đâu. Đánh ra một thế trận nó ngang nhau luôn về tiền rồi này tức là bên phía của Linh vẫn phạm phải khá là nhiều sai lầm ạ. Thứ nhất là không không chấp nhận bỏ qua sứ giả để đánh xuống cánh dưới giúp Gala nhiều hơn. Một dù ban pick là đánh vì Gala nhưng mà triển khai thì lại không vì Gala tí nào. Phần này thì Kim mất máu khá là nhiều. Còn đối bên phía KT thì đánh vì con dây của BDD và vì con dinh của em Minh nữa. Vô tình là cớt cũng phải chăm cho em Minh khá là nhiều mặc dù thì kèo mau cai thì là pick đánh cùng với dây chứ không phải là đánh cùng với dinh dinh bị thua đường đầu trận cũng dẫn tới việc là bị mất đi một con rồng yếu tố đầu trận vào tay đối phương nhưng bởi vì bên phía của Linh Ninh cũng xử lý lỗi nên là con dinh vẫn comeback được là cái thứ nhất cái thứ hai là họ vẫn có rồng hai nghe thấy không con rồng hai vẫn kiểm soát được bình thường vẫn cạnh tranh được và sẽ là hai nguồn carry đến bên phía của Katy là dinh cùng với dây đáng nhẹ có một con dinh khá phế rồi đấy nhưng bây giờ tự nhiên là dây với dinh lại lại là hai người khỏe Bên kia thì chỉ có một người khỏe duy nhất đó chính là vị trí của Gala thôi. Và đáng nhẽ nếu mà trong Gala tốt thì Gala một con Aphelios có thể cân hai carry phía đối phương quá bình thường. Quá bình thường luôn các bạn. Đam Aphe nó ảo mà. Và thực ra đám nó ảo thật đấy các bạn. Cái vãn này là cái vãn cho thấy con Aphe đam rất ảo và nó vẫn có khả năng carry. Vòng play không ai dùng hết á. Vòng play là không ai tự tin dùng con Aphe này theo kiểu là tự tin đứng ra carry một mình cân cả thế giới như này đâu kiểu như là cũng có dùng nhưng mà nó không hiệu quả ấy nhưng mà vào vòng trong này các bạn thấy là thợ afe nhiều vào vòng trong này các bạn thấy là những con nhà phê là calista các thứ nó xuất hiện rất nhiều hay thợ raven cũng có nữa thì có những xạ thủ người ta tự tin dùng con afe để và họ gánh tim được nha họ, họ dùng và họ gánh được nha thì ván này gala nó gánh khỏe vãi đội hình toàn cờ sân tây bao cai mà nó cứ bắn đùng 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 ấy anh em sợ thật sự từ xử lý landing nó thấy gala xử lý hay rồi nha mà Và vào team fan nó xử lý gọi là mắc ping luôn tôi cũng không hiểu tại sao gala lại có thể xử lý khủng khiếp như vậy có mấy cái quả bạn thấy là nó bị cc xong nó suýt chết không nó không flash luôn mà không hiểu luôn không hiểu cái sự tự tin đâu ra ấy. kiểu nó tự tin là ta có cái cứu cánh phía sau của ta hoặc là ta có hút máu từ súng huyết tinh với cả uh, hút máu từ cái huyết kiếm ấy ván này các bạn thấy là con afe này 18 phút vô cực mẹ rồi đánh đúng cho nó chắc là tầm 16 phút sách vô cực ra luôn đấy vô cực lại còn giày cuồng nộ với phong thần kiếm nó bị, bị cái vướng cái phong thần kiếm này nó bị chậm cái đồ thứ ba hơn một chút so với thông thường đó nhưng mà không sao lên phong thần kiếm đè đường ăn trụ sớm cũng ok ba đồ mắc ngon luôn đó cù cưa với nhau một chút tại xứ giả sau đó thì quyết định là cho gala đi farm thôi Đấy các bạn thấy ừ. con Afe ra mít nó farm này. Con Afe này nó ra mít nó farm này các bạn này. Nó farm có chừa cái gì đâu. Nó chả chừa cái gì cả ấy. 16 phút nó 108 CS mẹ rồi. Đánh tới tầm 30 phút nó phải tầm 350 CS anh em ạ. Cứ đánh chiêu chiêu này con Afe tầm 3 đồ rất sớm luôn. Và nó gánh sát thương so với dây cùng với Dinh nó gánh được nha. đây là một dạng xử lý early tốt của liên minh khu đường dưới nhưng mà cánh trên thì chưa chưa, chưa thực sự mắc ping cánh trên chưa thực sự mắc ping nhưng mà kể cả là như vậy thì họ vẫn có thể đánh team file rất tốt vì thế trận cũng không đến mức thua quá nhiều ấy đây 18 phút vô cực rồi anh em đây là con dinh cũng đã có những pha comeback từ mạng rồi từ cả sứ giả có tiền khiên trụ trụ một tập bản đồ các kiểu đấy nhưng mà vẫn bị thua đồ nha pha này thì bên phía của Liên uh, Linh quyết định uh, di chuyển và ăn rồng nhưng mà ăn rồng fail bị cái quy của bị cái trừng phạt mau cai với cái r gì nó cướp mất tiêu luôn. quá đẹp một kịch bản như trong mơ cho cây pha này là họ vừa ăn được rồng mà họ vừa có trụ đứng trên có một thứ duy nhất họ không làm được là không cản được a phê nó ăn nó farm thôi còn đây là một con rồng hai trên phía cây quá ngon rồi vừa quá áp lực đường trên vừa có áp lực đường giữa ăn được quá trời máu trụ chỉ là không thể cản được a phê nó farm ấy đây có trụ đứng giữa dành cho bên phía của cây tiền thì chơi không nhiều các thấy các vị trí cánh trên này không một không không một không không một không này ba không một không chỉ có na một không này thôi nhưng mà nó hai đồ sớm nó có tiền từ khiên trụ và ra mít nó pha gọi là cháy máy luôn rồi quả này thì hơi khó trách đặc răng vì con rồng nghìn rưỡi máu sao mà smile được sao mà bớt đam bằng cái trừng phạt với cái r dinh được mà các bạn đánh với aphelios phải kể để ý nhá từ ngưỡng hai trang bị trở lên là aphelios cầm thang hoa lân ăn baron được nha hai trang bị là nó ăn baron bằng thang hoa lân được nha chỉ cần có người tanh là nó ăn được à thì cây ti ván này đã kiểu như là đợt vừa rồi tôi không biết là do bên phía KT không đối mặt với AFE nhiều hay như thế nào ấy. Nó cảm giác là họ không xử lý Bắc ping khi đối đầu cùng với AFE. Để bên phía Linh có được con Baron dễ quá. Đây là quả mà Zika thì nghĩ là hơi tham rồi. Không đủ Dam Mặc dù ra van của tạc răng đã EQ flash rất hay rồi. Nhưng mà thiếu Dam Phải này Zika đã mất EQ rồi. Mất EQ và R rồi. Còn mỗi Dam W thôi đã W thì lại không đủ mất EQR rồi mỗi đạp W thì flat W không đủ chết ngược một quả nếu pha này mà Zika cùng với tặc răng mà áp sát sau đó thì kỳ kích ép được cái flat của van đổi với cái flat con dinh như pha này thì tôi nghĩ là dòng sau là chắc là cũng dễ triển khai luôn đó có dinh mất hai spell này nhìn, nhìn có Giavan sợ lắm kể cả mà không không có tốc biến nhá. Nhìn vẫn sợ. Là coi như một carry bên phía KT đã bị phế hoàn toàn ở pha dòng sau rồi. Và Zika thì hơi tham một chút. Nhưng pha F Baron này ở phía KT cũng là ba pha, pha Baron mà nó hơi vội, cảm giác của tôi là hơi vội. Scout pha này có một quả TP sau ác quá. Mà con mắt mà Scout TP là con mắt mà Zika nó vừa cắm vào ấy chứ không phải là con mắt cắm từ trước nha. Katie cũng bị vội Baron nên là không kiểm soát được tầm nhìn ở phía sau và con Dinh này không hey, hey, spell chịu không ai cứu được con Dinh này nữa rồi một con Nico full tất cả mọi thứ vòng sau và một con Dinh đứng ở vị trí này thì chết rồi anh em chết, chắn một trăm chết rồi họ ỉ vào way top đang cao họ ỉ vào những con mắt ở uh, bị còi ba các thứ họ không uh, sợ là con Nico vòng sau với như thế này nhưng mà Nico vòng lên đây là chết rồi vòng ra đây là cái KT mù rồi chết chay luôn đó mạng gỡ gạc cho bên phía của Liên Ninh sau tình huống sai lầm của Zika. Nó lại có thời gian cho Gala farm thêm, lại farm thêm thôi anh em. Đối phương không có Baron end game sớm thì con <laughs> Afe lại farm tiếp thôi. Nó farm đến tầm ba đồ rồi bên phía KT rất mệt à. Mà chắc chắn là ba đồ sớm luôn, bạn thấy là 23 phút nó farm tầm 270 CS rồi. Trái cả được nói. mà còn tự tin tới mức mà lên cả cho mình đó là cái vô cực kiếm chứ không phải là cung phong linh nữa này bên phía kt có được áp lực ở tại dòng nguyên tố thứ tư và bên phía của linh Ninh thì lại không có súng đẹp để ăn Baron. Với hai dạng súng như thế này thì không ăn Baron được. Nó phải bắt buộc có thăng hoa luôn anh em ạ. Một quả này sao Gala nó không flash đi nhờ. không flat đi luôn anh em ơi nó là có cái độ trì gọi độ trì nhất định đấy kiểu nó biết là nó có cứu cánh ấy nó sẽ không chết được ngay ấy đồng đội backup rất nhanh luôn này rồi ta đẩy cái r đây và nico cũng đẩy nguyên cái r vào luôn này đây là đội hình đánh cover id mà các bạn nhiệm vụ rồi ta cùng với nico sẽ là cover cho con phải bắn tối đa luôn dính q 3 dính chơi khô máu quay ngược trở lại tung ánh trăng dẫn lối hớt máu lại con cờ Sơn tê nó lướt thẳng vào nhưng mà gala vẫn không phát đi phát đi tới thời điểm mà con dây này nó chỉ thiên thôi hơi đen là con dây này nhưng nó có dạ kiếm thì phải nó không chết đi có cái dạ kiếm kịp đấy anh em nhé không là chết chung với cả cờ Sơn tê của kim là chắc rồi đó quả dạ kiếm dâm vậy quả dạ kiếm rất dâm đấy từ bdd nếu phát này mà hai đổi hai thì mình nghĩ là không 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 vấn đề gì đối với phía của Linh Ninh cả. hai carry rất xanh nha dây của bd đánh quá tốt ván này rồi pick được một con dây vào landing ác không chết mạng nào dinh của em minh thì landing hơi lục nhưng mà sau sai lầm của bên phía linh thì dinh của em minh lại comeback mạnh hai carry không yếu tí nào nhưng mà đánh một hồi vẫn thua con phê đúng là hai trăm năm Gala xử lý mắc pin quá ha mặc dù là một tình huống bị trong cc như vậy mà vẫn xử lý flat đến những giây cuối cùng mà thôi vẫn xong. huyết kiếm rồi tầm huyết kiếm này nó không sợ dây nữa rồi anh em ạ tầm á phải cầm huyết kiếm như này nó không sợ dây nữa rồi này nhưng mà muốn bắn vào cờ sân tê Maokai với cả con bò này thì phải có thêm cái dominic nữa thì bây giờ bên phía của kt sẽ có áp lực là tao đã có ba rồng bọn mày phải đánh nhau sớm, sớm thôi không cho chúng mày nhiều thời gian tới cái mức mà có được Dominic đâu nhá đó là cái sức ép của KT có tại cái ván này còn để cho phải có Dominic thì nó bắn không trừ một ai được các bạn nó bắn không trừ bố con nào luôn cỡ Mao cai cờ sân tây bay vào chắc là chịu được tầm hai giây đi ra đầu máu pha này thì bên phía của Linh có cái thăng hoa lên trên người của Gala này áp lực Baron sẽ khá là lớn và sau đó theo ăn baron rất nhanh luôn cờ sân tê của kin không tp được quả này luôn lượng sát thương này các bạn nhìn cái dạng súng của con afe nó sắp hết cái dạng súng huyết tinh này rồi là thấy là chuẩn bị sang thành súng thiết lý rồi là là hai cái combo súng này nó ăn baron gọi là tốc độ ánh sáng luôn các bạn nó ba đồ lớn rồi ăn baron đâu mất máu đâu hai đồ này nó ăn baron rất nhanh và kin tp đi thì nó không kịp nữa rồi nhưng mà afe nó bị một vấn đề đó, nó không có tốc biến nhá không có tốc biến thì uh, xử lý team fight cũ này thì cần phải có người bọc lót tuyến đầu thì Reta thảy R sau đó thì thấy con Nico sẵn sàng cú nổ hoa ra tuyến ngoài nữa. Thì đây là một pha Baron khá là hay đến phía Lining với dạng súng đẹp và KT đã có vẻ như chủ quan. KT đã chủ quan và không nghĩ rằng đối phương lại ăn Baron nhanh đến như vậy. Và họ lại đánh ở trời ơi con Mao Kai trời ơi. Sao đam giác vậy? Đây là chưa có Dominic. Đây là chưa có Dominic anh em ơi. Đây chỉ là ba đồ có huyết kiếm nó chưa Dominic nha. Mà con Mao cai này một có mau cai cũng chưa phải là đủ nhiều đồ chống chịu lắm có kia thì tanh được tại thời điểm này nhá nhưng mà mau cai thì chưa nhá có mau cai còn bao nhiêu máu anh em gần này cái thang hoa luân đã chịu đấy có mau cai còn một nghìn máu này r đánh tay một nghìn máu của mau cai anh em ạ vờ cờ <laughs> <laughs> nan baron nó tích một đống thang hoa luân trên người đấy anh em thấy không nó xấy quy súng huyết tinh sau đó thì nó bắt đầu nhặt thang hoa lân trên người này thì pha này bên phía kt đã không biết được đối phương ăn Baron nhanh đến như vậy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là họ chờ cái thang hoa lân này nó hết đi họ đánh nhau cũng được nhưng mà không để con a phê cầm gần này cái thang hoa lân nó giữ thang hoa lân lại nó ném cho thì thôi rồi bấy bá hết cả người kin cũng bị ném cho say sầm mặt mày luôn mà kin cũng gọi là tụt máu thực dạng là không phanh luôn tụt đường huyết luôn em minh thì thôi rồi dinh này gặp ra đúng con gặp bố là các bạn thấy bên phía của Lý linh cái đội hình này của họ vận hành giao tranh dễ cỡ nào rồi đó cực kỳ dễ luôn chỉ cần a phê điều cái thắng a phê nó có đam thôi a phê nó thọt thì làm những quả combo như vừa rồi có thể không chết ai cả nhưng mà con a phê này đi đường khỏe nên là xanh sớm và sau đó thì nó nó có đồ sớm đấy các bạn quá khó chơi cho bên phía của KT tại thời điểm này pha này chưa end được nhá chơi em thì không vấn đề gì cả vì afe thời điểm này nó chuẩn bị về đóng cái dominic nữa thôi là những cờ sân tê hay là mau cai chắc là chịu không nổi nhiệt đừng nói đến dinh hay là dây anh em nhé dinh dây đứng trước mặt con afe này nó bắn tầm ba đòn chí mạng là đi chắc luôn đó. một pha chủ quan đến từ kt không nghĩ được phương án ba đòn nhanh đến như vậy và một pha kiểm soát tim cũng chưa thực sự mắc ping khi để cho Aphelios có được khả năng giữ thăng hoa lớn quá lâu góc giao tranh bạn thấy là cây cũng không có góc giao tranh đẹp nữa Đáng nhẽ góc giao tranh như thế này nó phải là những góc mà con alista phải đứng ở đâu đó bên đây nhưng đó lại là tình huống mà nó là tình huống giao tranh năm năm mà nó được đoán trước của cả hai bên còn đây là một pha rớt baron bên phía bên của leaning và cây bị bất ngờ cây họ chưa ở một trạng thái giao tranh đẹp nhất của họ đâu nhé trạng thái giao tranh đẹp nhất là bò nó phải đi vòng vòng ở đâu đó bên đây là dây phải pốc trước một vài quả cầu sấm ở một vài vị trí quan trọng không có khả năng phục hồi giống như là này thì nó có phục hồi rồi thì chắc là không bốc được bốc vào những con như kiểu là Renata Clark thứ là đánh tí file Nico chẳng hạn, là đánh tí ok ngay. Đây là tình huống mà bị ép Baron với thế nó tương đối bất ngờ đến từ phía Lining và khiến KT necessary... bị chủ quan và sau đó thua một quả team five, khá nặng. Mất một con Baron sớm vào tay một đội hình có Aphelios, Dinh mất hai spell và chết, chết chết chết, chắc luôn con Java này nó khắc chế của dinh là trực tiếp luôn rồi. Rồi về đóng cho mình là một cái cung xanh một cái đồng hồ. Không có tốc biến đánh cung xanh cùng với đồng hồ thôi. Cầm Baron Put Chiu Chiu ăn trụ ngoài. Cạn mạch rồng của KT luôn. Bách về cho A Phê Farm Chiu Chiu. 30 phút tầm 340 CS đây là đánh nhau nhiều nó không farm được nhiều đấy chứ nếu mà nó farm nhiều nó còn nữa đấy anh em nhưng mà không cần nữa rồi đánh nhau nhiều có bốn mạng sổ cụ xanh dominic luôn rồi thôi thì xin vĩnh biệt cụ <laughs> tầm nó cầm dominic rồi thì cỡ mau cai chắc là nó ném tầm 3 cái thang hoa lân vào đầu chắc là cũng hết máu tim phai thuộc dạng là thợ thầy á phê người ta đánh đến con á phê nhìn nó mát mát hẳn đấy, anh em ạ đây những quả cầu sấm của BDD quả cầu sấm chất lượng đến từ BDD chúng vào người của Reta thêm cái e mau cai nữa chắc chắn là nửa cây máu rồi dính thêm cái tên lửa đạn đạo mới hết trắng cây máu đến từ Reta luôn nó dây thời điểm này cũng mạnh nhưng bot nuôi quái vật quá bot nuôi quái vật thật sự giờ pop con afe này nó hút máu lại mấy hồi đâu mà anh em vừa xuống huyết tinh vừa huyết kiếm nữa chịu mà quả này gala nó cũng chì mà nó cũng đâu flat đâu anh em bò tốc biến combo xong rồi nó đứng im luôn mà đâu cần phải flat hay là cần phải xử lý gì nhiều đâu quay lại sấy kìa hồi máu phun cây nổ hoa năm người đi xa cao cao có vẻ nhận ra là ở ừ, mình nên đánh make play thôi vì ván này có con a xanh quá rồi mình không cần phải solo kill được giữa đối phương ừ một quả make play nổ hoa năm người thế thì a nó không bắn hết thì lạ còn này con dinh con dây nó vào đam tạc răng chết sốc luôn đấy nhưng mà con nico mở hoa nổ quả thế này thì afe nó bắn này ôi con dây kìa trời ơi con dây kìa cờ sân tê nữa này. Kin cũng cảm giác là không khỏe lắm đâu anh em <laughs> con dây này mấy hít con dây này vừa giao vào dứt điểm được ra van của tạc Giang xong kích cái, cái, cái dạ kiếm ha vừa hết dạ kiếm vừa kích cái dạ kiếm xong hết hết đồng hồ hết dạ kiếm rồi các bạn một hít hai hít Đó, tầm thợ thầy á phê đánh được đến thời điểm này là người ta gánh team cỡ đó đấy anh em. Đam thì phải là vãi cả đam luôn. Chắc chắn là Baron rồi. Tuyến trước make play đẹp, tuyến sau sát thương có. Đánh team file xong mà phê không mất tốc biến, không mất thanh tẩy, không mất đồng hồ, không mất cái gì. Cỡ dây với dinh đứng trước mặt con phê full bốn đồ thời điểm đó là như thế đấy anh em cực kỳ nô no hope để vào team fight với cả đội hình đối phương mặc dù là kim cũng trâu kim không phải là yếu kim cũng gọi là ba đồ giáp trận phái của cờ sân tê hai năm các kiểu mà hai năm này hai trăm năm đầy sau thôi cỡ 200 năm đầy đầu nhà phê thì nó vẫn là cái thực thể gì đấy kìa các bạn thấy kìa nó nhả cái tháp canh rồi kìa một hit đánh từ a phê một cái tháp canh nó bắn và một đòn đánh tay với theo cái nội tại của súng thiên lý Trời ơi Cái tháp canh từ cái thang hoa lân và sau đó thì nó kích hoạt nội tại súng thiên lý luôn anh em nhé Với theo một đòn thiên lý rất là nhanh Nó reset và đánh ngay lập tức mà Cúc luôn Cúc luôn 100% cái máu con dày luôn dây người không manh kháng phép Là còn dây dạng súng Không có giáp cộng thêm Giờ nó về đóng giáp thiên thần nữa thì chịu rồi Chịu hẳn rồi ván này bên phía KT ban pick có một cặp mít rừng rất ngon, đường trên đánh thủ hòa kèo cơ sân tê và rách và kinh xử lý rất hay, giúp cho bên phía KT có sứ giả đầu. Nhưng cái vấn đề ở đây là cặp bot bên phía KT không kiểm soát nổi cái landing với bên phía của Lý Nính. Lý Nính có AF và Reta cặp bot đi đường quá mạnh. Mặc dù là hang xử lý hơi vội và có phần chủ quan khi mà con Maokai lộ vị trí vẫn để chết nhưng mà Gala gọi là tự làm tự ăn luôn, bố mới tự phát lên ăn mạng con bò sau đó thì giúp rừng ăn rồng. Ăn được trụ bot năm khiên trụ. Vào team file giữ vị trí bắn đây, quả này vẫn không phát mà nó vẫn không flash mà anh em, nó có thể thanh tẩy flash được không được chứ, nó dính CC đấy chứ, nó dính CC nó có thể thanh tẩy flash ra ngay khung này này không? nó Chả vì gì phải flash cả, tuần này bố mới có sát thiên thần đứng im luôn đấy, tanh luôn rồi đứng đứng đầu cả team luôn này, rồi Ra Van đứng phía sau nó chứ gì nữa, rách <laughs> Nico đứng lúc lúc phía sau con Afe rồi nó bước lên trước, trước cả team luôn mà anh em, Nó đứng trước cả team địch luôn đấy, giờ ai vào với tôi đi, tôi cần bây giờ ông bốn nghìn bảy giáp bốn nghìn máu đúng không, ông bao nhiêu giáp ông bao nhiêu kháng phép? tôi ở đây tôi ba ca máu này tôi tầm vài trăm giáp siêu thôi tôi cầm súng hỏa ngục tôi cầm súng huyết tinh này vào đây là chơi tôi này nó đứng nó sấy quy xong nó tung ánh trăng dẫn lối xong rồi nó đi bộ ra luôn anh em đánh gọi là mắc cơ bờ nó bố láo luôn và lúc này là ba mươi phút lết game chứ không phải là thời điểm gọi là landing out trình cái gì nữa mà đánh cực kỳ láo luôn vẫn không mất giáp tuyệt thần anh em ạ một cái ban pick quá hay cho bên phía Olinin ở tại phase 2 khi mà bộ không không là do, do Katie ban pick dở ấy, do Katie nuôi cái vật ấy, pick con Zik và đánh thủ hòa với boss là ok rồi dọn lính đừng để ăn thiên trụ là được, Nào, pick con Zing vào đi lên không nổi mất dòng free dù cánh trên Linh ở đó không thể nào lộ hơn được nữa nhưng mà vẫn không thể gánh nổi. Rồi tới ván 2 thì bên phía KT thay đổi ván pick rất là tốt, họ ban Reta Class uh, ngay phay một luôn. <laughs> ban gấp chứ còn cái chờ cái gì nữa các bạn. Không ban là cái bot có vấn đề à? Bên kia ban Saya, ban Nico cùng với Rumble thì bên này có cái Sa thôi. Bây giờ Saya cùng với cái Sa là hai con khá là hot khu đường dưới đánh an toàn được. Nó mở ra rất là nhiều chiến thuật. Có thể đánh xoay quanh khu đường dưới của cái Sa với mưa kiếm. Có thể đánh lên cánh trên cho cái Sa tự chơi khu đường dưới cũng được, không vấn đề. Mở ra rất nhiều chiến thuật luôn. Thì ván này ban pick thì bên phía KT không bị cái lane nào có vấn đề gì luôn phía Liên có một uh, ván đấu mà họ ban pick ở cả ba lên đều có tấn công. Con Thalia này đẩy đường với Azir này, con Azir này chắc chắn là không đẩy đường lại so với Thalia. Boss thì là Nauti Kaisa. Bên phía bên kia thì không còn Reata Class, không có Sayara Rakan Không đánh được Ketlin cùng với Lux. Không ăn len được Nauti cùng với Ket, uh, Kaisa. Pick Leona Sivir để đánh counter con Nauti nhưng mà chắc chắn là bộ đồ này bị thua len rồi bộ đồ này thua len mid thua len top thua len Thua ba len luôn các bạn ban pick ván hai cây ti sửa một phát ban pick thắng thắng thành từ thua ván một ở đường dưới thành thắng 3 len luôn các bạn Bot thấy là win len rồi này mid kèo này là kèo win len cho con talia trong việc đẩy đường mặc dù thì kèo này thì level 6 thì bị asia với javan áp lực hơi nhiều đó thì kém cơ động mà dễ bị surima sắp các thứ nhưng mà đầu trận đẩy đường được là ngon thì thấy là bot đã có một cái kèo rất là ngon ban thêm bò chitana reta class là xác định là bot không bị thua lane nữa thì họ pick thêm cặp đôi cánh trên đánh sứ giả Đây là cặp đánh sứ giả rất khỏe anh em nhé phía kia thì jack này là chắc chắn là không kiểm soát được sứ giả rồi hai ván thì ván đầu là đánh kèo jack cơ sân T là không kiểm soát sứ giả thế thì linh ván hai pick jack đánh kèo với con cá sấu pick sau cũng không ăn được sứ giả luôn ở đường này phía kt có sứ giả là quá ngon rồi để cái thắng xoay có sứ giả phía t một là triển khai nó cực kỳ dễ bên phía của Linh Ninh thì không có nhiều lựa chọn nó bắt buộc phải đánh CV để cao Nautilus và họ pick thêm có Leona và nhưng Leona cũng chẳng làm được gì cả anh em ạ mà đội hình này bị thua ba len thì bên phía cái okay, rõ ràng là họ triển khai cái thế trận Snowball từ một đội tuyển lớn cũng Snowball kiểu kiểu đi cây đấy các bạn chả biết sức <laughs> nhìn chung là họ xử lý cực kỳ cực kỳ chất lượng đầu trận những dạng đầu trận của những đội tuyển lớn họ bảo họ đánh cực kỳ mượt tầm 15 phút đầu họ đánh cực kỳ sai lầm ấy khi mà họ đã có lợi thế landing rồi thì các bạn thấy là ba lane bên phía của của lenin vẫn là đều thua mặc dù là có mạng sớm nhất zika nhá, đây là vòng rừng mà cả hai đều đánh từ dưới lên bot thì level 1 đã thấy minh cùng với lehen đánh bố láo luôn rồi top thì đầu trận con rách này bật e để được nha và được uh, ra van lên gỡ, gỡ cho một mạng solo kill luôn á và đấy thì thật ra không kịp cắm cờ lấy acid nhưng mà bot pk rõ thua đấy từ vị trí của hang và la gala tướng không cho phép pk luôn rồi đây là rách ăn xong được ba cái lính đầu tiên với 12 trên 19 thì quyết định back về lấy một thêm trực kiếm đi lên kin thì cái tên này bắt buộc phải kin phải reset để về sau đó thì lấy đồ trừ, ngược trở lại rách thì tiết kiệm được tp đây là một pha mà cất phải xuống dưới để ăn cua dưới sau đó thì tặc răng ăn cua trên và tặc răng cua trên để áp lực được kin khiến cho kin chết một quả mà lê ninh zika xử lý một quả kỹ năng cũng là rất rất vãi kỹ năng luôn nó phát theo cái flash của kia để nối choáng luôn mà chỉ tiếc là thằng ra không kịp cắm cờ thôi cắm cờ ăn được thì ngon nhưng mà không kịp bởi vì cắm cờ sớm thì mất kỳ kích đối phương lại bỏ chạy được quả này phát rất nhanh đến từ zika anh em nhé xử lý tay mắc to nữa zika thực dạng là tốt tay rất to anh em ạ Flash theo bắt choáng và sau đó thì solo kill cho zika nhưng căn bản là đến sứ giả vẫn ngu con rách này đến sứ giả là vẫn ngu thôi anh em vì con cá sấu đến sứ giả nó thực dạng là con số 1 trong việc kiểm soát sứ giả ấy nên là con rách này mặc dù có mạng solo kill ở noi nhưng mà đấy sứ giả vẫn anh không lại ca sấu nhá bot thì đây là một tình huống fake bấm b về khá khó chịu đến từ lê hen của em mình khiến cho gala mất một quay sáu con nhưng mà sau đó thì là một tình huống đùa kill nó thực sự là thế giới lê hen không về đứng ở trong bụi cỏ <laughs> ác đạn thật sự cái pha này là cái pha ác đạn luôn đấy anh em thường thì cái pha tiên chi kích này để ăn con lính nào đó thì hãy che để mà <laughs> thường thì cái pha tiên chi kích này mà nó ăn được một con lính nào đó thì xã thủ hãy che để mà đi nai lính đối phương quả này bết cái e bằng cái tiên chi kích ác thật sự luôn nó đánh được cái cú như thế này cũng thực dạng là những team hàng đầu bây giờ họ vừa đánh chắc mà họ vừa đánh đột biến đấy anh em ơi Cướp đứt flash ăn mạng sau đó thì nguyên một tên lính có xe được reset bằng cái máy dọn lính xử lý gọi là thế giới luôn kèo tốt thì kin nằm xuống một mạng nhưng mà lên tốt vẫn farm ok anh em thấy không rách ăn được chớm một mạng này nó cũng chưa thực sự áp được trong việc solo con k sấu này được pha này zika may là không chết đấy sống với một máu đấy chứ còn này mà kim nó hồi quy sớm hơn là chết chắc rồi à. thiếu một đòn đánh tay à? thiếu mất một đòn đánh tay một pha chơi chiều cuối trước khi uh, sứ giả xuất hiện nhưng mà sứ giả xuất hiện là chưa cuối hồi lại rồi anh em nhé một quả lấy mạng của gala não mắc to đến từ lehen và cả em mình nữa chí thật sự luôn các bạn giờ đánh lên đẳng cấp cao muốn thực hiện những pha đồ kêu chắc là phải, phải, phải dùng đến những thứ như thế đấy Mid thì kèo này đi mua giày khai sáng nước mắt đẩy đường liên tục đến sứ giả đấy các bạn đến sứ giả là kim đóng băng đơn lính này nha kim đóng băng tân lính này chờ cất lên cover mới đẩy lại nha vì không có tốc biến mà không có tốc biến không chu cuối nếu ở pha này kim mà là, mà có một cái biến số đó mà kim chết đấy các bạn là con sứ giả này có thể có biến này nhưng mà Kin nói không bố không tốc biến không rờ bố đóng băng lính chờ dừng lên bố mới đẩy sau ok chưa thì cất cầm cái bô la băng lên đến nơi là kim đẩy lại là ngon rồi bdd cũng đi nửa đường áp lực quá lớn gì ca bắt hồi giật về thôi mà để kim nó hồi lại thần cá sấu nó đẩy lại quay trên top này thì rõ ràng là sứ giả thuộc về kt rồi BD Lehen cũng vậy này. Đây là tân lính mà Scar đẩy trước này. Ra van ở khá gần khu đường giữa luôn nha. Lehen ở bot lấy level 6. Đây các bạn thấy là vẫn tiếp tục đóng băng lính này. Vẫn tiếp tục đóng băng lính farm ở đây này. Nó rách giờ làm gì giờ reset cái tên này, được. Lehen ở dưới bot lên level 6 nha. Lên level 6 ra mít mà quét mắt thấy mắt không phá luôn nha. Có mắt này không phá luôn anh em. Tầm nhìn ở bãi chim có. Quét thấy con mắt này không phá luôn không biết là nhiều cho bi đi trong bi đi không dám ăn hay như thế nào nhưng mà lên hay cũng không ăn <laughs> lỡ mà lên ăn mà dính cái gì đó ở đây chết ở đây không rồi mất sứ giả là rất phiền đánh rất kỹ luôn các bạn chắc chắn đây là một con sứ giả mà nó sẽ thuộc về kt với khả năng kiểm soát của họ như thế này không có cách nào Ly Ninh có thể cạnh tranh con sứ giả này luôn rồng này cũng không ăn được luôn mà hang thì vào khởi động rồng sau đó tặc răng nó là không ăn được con rồng này đâu ăn cua được té thôi chứ còn ăn rồng này BDD vừa về nhà tp lại rồi chỉ cần BDD không chết và giữ được tốc biến thì chắc chắn là cái áp lực đẩy đường nó sẽ thuộc về phía cái ti liên tục để họ có thể triển khai các mục tiêu lớn rất là dễ thì pha này sách sứ giả ra mít thả sau đó ăn rồng dòng... không chưa ăn rồng pha này thì chưa ăn rồng anh em ơi đẩy đường trước ăn rồng sau kỹ ác tốt thì kin đánh kèo với con rách phía bên kia bị chết một mạng nhưng mà không vấn đề gì vẫn farm rất ok không để bị solo kill quả kết hợp này nữa thì thôi được rồi thế giới luôn các bạn ơi xử lý kỹ năng cá nhân mà Leona ra phá mắt trong đối phương ăn rồng ha tốc biến móc chúng quăng địa chấn bồi vào khiến đối phương không tỉnh kịp để đánh hạt thông nổ chạy đánh hạt thông nổ cho đối phương hất xuống dưới còn Flash nhưng mà chịu rồi một mạng và thêm cả một con rồng miễn phí cho phía kt và mạng được nhờ lại cho em minh trời hơi nó là mắc ping luôn các bạn đánh gọi là ngợp luôn á thế nên ngày mai mà thi quan mà không thắng được uh, bog và gặp lại uh, kt là cũng thực dạng là toàn là toàn toàn đội mạnh thôi anh em toàn đội mạnh rồi đội nào cũng mạnh hết rồi mà quả này tôi cũng không nghĩ là tặc răng chết đâu nhá còn này là cướp vòng sau là Scout có một tình huống đúp EQ để bỏ chạy được rồi và ra van của Tạc Giang chỉ ra cover cho Scout chạy xe bola băng thôi. Hóa ra Tạc Giang lại chết còn full mà. Còn kỳ kích còn cả flat mà vẫn chết. Giờ tới đến từ Thalia phát là chết luôn rồi. Trồng hai cái CC vào đến từ cướp và sau đó thì cái E con Thalia nó cao rất là nhiều những cái đội hình có khả năng lướt như là rách ra van với cả Leona anh em ạ. Cái E con Thalia bán này này vừa là một con tư pick Winland mà vừa cao được khả năng sổ vào đến từ đường đối phương. điều kiện thắng của cây ván này được đảm bảo vô cùng tốt có một cái mối nguy cho bên phía của cây ván này thì là nó cao thôi cao xử lý kèo pháp sư này tốt quá thì thật ra Thalia nó chỉ là chất tướng đẩy đường thôi anh em ạ nó không phải là chất tướng theo kiểu là đè len đối phương solo kill các kiểu ấy nó chỉ là đẩy đường thôi nó nó không có áp lực trong việc là cản Razia farm nhưng nó sẽ có áp lực trong việc đẩy đường và di chuyển ra các mục tiêu lớn thì các bạn thấy đầu trận là rồng sứ giả kiểm soát mạng đối với phía của KT họ kiểm soát tốt hơn nhờ áp lực đến từ con Salia họ rất là tốt khu đường giữa mà gần như là Scar không làm được gì bị trôn chân đấy nhưng mà Scar farm ghê nha ván này Scar farm rất ghê nha Họ thấy là KT đánh mười mấy phút đầu họ đánh cực kỳ cháy họ đánh chỉ trừ cái mạng của Kim thì nó là cái mạng mà nó sẽ nó không quá ảnh hưởng tới thế trận chung ván đấu ấy và Kim vẫn có thể sửa sai việc là tự đi đường thắng khu đường trên với chỉ số farm nhỉnh hơn và vẫn đảm bảo được sứ giả cho team là rất ok rồi thì còn lại là mấy mấy phút đầu họ đánh sách giáo khoa luôn mà họ đánh sách giáo khoa và chắc chắn là trong quá khứ họ đã từng đánh được rất là nhiều trận như thế này trong đấu tập họ mới đánh sách giáo khoa như thế này trong một giải đấu chuyên nghiệp được anh em ạ thì đây là cây ti ở tại FCK này cây ti ván một thì ban pick thì hơi lủng tí ván 3 thì cũng không biết là cây ti nào nhập ấy ván ba thì thì đã mình phân tích sau nhưng mà không biết là cây ti nào nhập cây ván ba đấy luôn đây em minh win cái lane bot ăn khiên trụ sứ giả thả khu đường giữa sau đó thì đẩy quay lại sau đó thì ăn rồng một quá perfect một cái khởi đầu đúng là perfect cho phía kt luôn nhìn cái snapshot economy này anh em này cao vào farm ghê nha nga thì nó gánh cũng khá là ghê đó nhưng mà early thì đuối quá Early CV với cả rách này mới hơi đuối. Mất hết mục tiêu. Mất hết hai sứ giả. Thì quả này thì quả này mình nghĩ là kit hơi ẩu. Quả này thì kit hơi ẩu nhá. Tức là pha này bên phía của Lining đã có trụ một dành cho con Azir rồi các bạn nhìn con Azir pha 16 phút 8 CS này ghê. Ghê nha, rất ghê nha. Tất nhiên phải trả giá bằng việc là một con tướng trôn chân đường giữa và hai đường cánh thì sẽ có thể bị thọt. Thì con thấy đường cánh bị thọt là Gala bị thọt một chút so với Aiming hay là đây total gold này các bạn này nhìn con Azir trụ một tòa bản đồ này anh em này thọt được cái là đứng trên thì rách cũng bị thua so với cá sấu đó hai xạ thủ cũng có những tranh lệch và hai top này cũng có những tranh lệch pha này là cao đã ăn được trụ bot rồi là đi xuống hơi trễ pha này bên phía kt đáng nghĩa là họ sẽ đánh rồng đó họ đánh rồng thì Kin chỉ cần đánh thủ hóa khu đứng trên là rồng hai bên phía kt ăn rất dễ mặc dù là họ vừa mất một trụ thật một trụ một tòa bản đồ luôn đó vào tay của một Az carry nha. Thì pha này nếu mà Kim đánh ở cánh yếu để mà team ăn rồng cánh dưới với con sứ giả thả trụ bit á thì bên phía KT Snowball hai mục tiêu lớn đầu trận là hai sứ giả với hai rồng là nó gần như 100% áp ping. Chứ nào quả này Kin bị cắn bết rồi, Kin đâm vào hơi sâu. Dẫn tới tình huống là Kim nằm xuống với mạng dành cho một con Azir đang có 182 CS với trụ một tab bản đồ nữa. Thì nó khiến cho bên phía KT bị gặp khó khúc này này. Là khó là khó con Azir này quá xanh này anh em này đáng nhẽ là cái trụ mid này cùng với con rồng này đối với phía ăn free có thể sẽ phải trả giá một việc là nếu scout tv lên top thì kin sẽ uh, mất trụ top nhưng mà không đến mức bị chết như thế này thì đây là pha mà chơi hơi hở báo của kin mặc dù xử lý kỹ năng thì kin xử lý quả vừa rồi nó gần như là bắc ping rồi w đúng lúc đối phương hết e này anh em chờ đối phương hết e và w đúng lúc đối phương e hai luôn á cái đứt ca sấu và cái e hai ca rách này là không dễ nha mà con Darius nó có cái đứt mà nó đứt vào cái E2 con Jack, lúc mà con Jack nó bật cái E2 để nó choáng ấy, thì nó sẽ bị ăn dam đứt W của cá sấu hoặc ăn dam W của con Darius á. Thì cái trick này thực ra là nó hơi khó dùng nhưng mà Kin đã đánh rất là mắc ping là chỉ là ADTP lên còn BDD không TP lên thì chịu thôi. BDD không TP lên thì Kin chết thôi. Vẫn có trụ đường giữa cho KT nhưng thực ra đây là cái trụ free cho họ từ trước đấy không liên quan đến tình huống không đường trên. cái trụ này là cái trụ mà chắc chắn là bên phía của KT sẽ ăn được bằng con sứ giả 2. Ờ à, hai 2 tất nhiên là cũng vậy rồi. Nó chết mạng của Kin. Mất trụ top, tất nhiên là gỡ được trụ bot. Nhưng mà lỗ mất một mạng của Kin hơi đáng tiếc cho con Azir của Scout xanh quá. Các bạn nhìn Azir 18 phút 220 212 CS. Out farm 30 CS trong thời gian. Có một mạng có tiền trụ một tầm bản đồ. Trời ơi. Cái này về 18 phút chắc đã đầu 2 rồi. Đầu 2 mà cái đội hình có hai tanh như thế này, ba tanh như thế này thì chắc chắn là không phải là Luden rồi, là mặt nạ thôi anh em ơi. Xỉa đau nha, con Azir là xỉa siêu đau luôn đó. T chỉ bị lấn cấn chỗ con uh, Asia này một chút. Và đội hình của họ thì tất nhiên là về lết thì những con như là cá sấu so với Jax thì nó sẽ yếu hơn rồi. Thì nhiệm vụ của họ sẽ phải là cầm con uh, Kaisa cùng phong này end game uh, sớm bằng những tình huống F Baron. À, tầm hai đồ thì F Baron được, tầm hai đồ Kaisa thì nó có sát thương theo phần trăm máu đó. thì ăn Baron được chung với con Seju. Con Talia này ăn Baron rất nhanh với cái mặt nạ nữa. Thì tầm đấy ăn Baron là ok anh em nhé. Amaron ăn sớm trước khi mà đối phương có đội hình quá mạnh với CV Asia về late game. Và có một đội hình quá mạnh khi mà có thêm cả một cái rách để lẻ, late game nó khỏe cả xấu nữa. Thì cây tí lại làm việc đấy rất là tốt. Ở mid game họ đánh rất là mạnh, thời điểm này thì CV yếu lắm. CV nó còn tướng cũng late game giống như Asia mà, Asia nó xanh thì nó, nó có đồ sớm thôi, còn CV thì không xanh thì thì hơi ngộp dạng mid game. Cho bên phía của Dòng cũng là dòng khó trên phía liên nữa nếu ván này mà dòng gió ấy, anh em thì họ chỉ phải chăm chăm kiểm soát baron thôi nhưng mà dòng này rồng đất <laughs> Dòng đất nên là bắt buộc họ phải phải đánh rồi đây là quả mà các bạn thấy ma Azir nó xỉa này cớt phun cây cớt phun cây hai nghìn rưỡi máu nhá hơn hai nghìn rưỡi máu nhá bị con uh, Azir nó xỉa này, anh em này mất cái nội tại rồi này đứng trước mặt Leona và sau đó thì bị dính thái dựa à san bị ra gì nó xỉa trời ơi tí chết đấy tí chết đấy anh em à Xì viên ném này bật may là nó không có đam chứ nó có đam chắc là cướp cũng đi rồi đấy à, là gì xỉa thối nát đây là pha mà cướp đã kích hoạt được nội tại của trang bị thần thoại thêm dư chấn nữa mới sống đấy kích hoạt được cái ngọn đúc thánh quang để thêm thêm tí máu tối đa với cả kích được cái chú cuối để lấy dư chấn đấy sống nên mới có mạng được lại thằng giang mà không chết đó tí mủ tưởng quả phát phêu đập mặt này chết một cái mất baron một phát là thôi rách việc luôn để đội hình cvr dê kéo lết xuống là con rách nó cũng gõ cho cá sấu chắc là từ nhà đến trường luôn Con là dê xanh nhìn cũng phiền ha phiền ra phết đấy cái xa đầu này thì nó tiến hóa được qd q e rồi chờ cái đánh đá so là tiến hóa được cả qe luôn điểm mạnh của nó là ba đồ thì nó tiến hóa được ba kỹ năng thì nó lăn cổ tuyết mạnh và nó kiểm soát các mục tiêu lớn rất là tốt là cây tiên được ba dòng mà em mình xử lý team fight giờ nó trưởng thành hơn hẳn so với ngày xưa ôi rồi trưởng thành hơn hẳn so với ngày xưa rồi anh em ơi đây là một pha leona mất flash trước đấy rồi này đi kiểm soát baron vì cái áp lực con Kai'Sa sa này baron ghê lắm talia cũng vậy con talia hai đồ con Kai'Sa sa hai đồ nó áp lực baron chung với cả seju rất là nhanh rồi đội hình này đội hình rất là nhiều mở nữa thì bây giờ đi ra kiểm soát tầm nhìn bị dính một cái quang địa chấn nó chết luôn chết queo well luôn mà 10 cái đồng hồ anh em ơi mười cái đồng hồ luôn chết một quả với một vị trí nhiều tầm nhìn như thế này thì chắc chắn là bị áp được baron ép baron với công cụ mở sẽ là thủy lôi này móc này chiếu cuối say này cớt nhầm đi dựng từ khép góc này cá sấu flat này nó có rất nhiều công cụ mở và lúc này để ý đến con Azir một chút là được bắt đầu là một tình huống thiết lập cái khả năng mở ngược trở ra đến từ phía Ok cây đối phương không vào thì mình ăn thôi đối phương vào thì mình đánh ngược trở ra cái tầm vào baron bên phía của Linh Ninh thì nó cũng bị hạn chế nhưng pha này thì các bạn thấy là vào không kịp mất baron dựng từng pk đến từ bdd thôi không có đường về cho Linh Đinh nữa rồi vì Kim của với đã vọc, bọc một quả nó quá thế giới đi. Bây giờ Odin chết Asia là win thôi anh em. Cớt lao sang như bên phía của Linh Ninh lại bị uh, với tầm và không giết được cớt, cớt không flash nhưng không giết được cớt anh em ạ. Đó, các bạn thấy này. Kim nó chỉ me 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 nó flash được bằng Asia này thôi mà. E sang flash được bằng này chỉ cần CC như thế thôi là Asia này hết hết đánh nổi rồi. Ê, mình bay theo thanh tẩy đánh đánh mắc ping luôn team một cú mắc ping luôn không chết bất kỳ một ai ăn bốn mạng nhường được ba mạng cho saya ở à, trong cai xa sau đó cai xa về đóng đánh na đá so cùng với mảnh vũ phù thủy nữa thôi thế chịu rồi, game end rồi đánh rất đúng điều kiện thắng luôn các bạn Khúc này là KT không đánh là chắc chắn là bị mệt về sau này. Họ đánh, họ đánh rất hay là khác, đánh hồi liên Linh Ngộp luôn cái khúc này luôn. Chờ được Cai à nhầm chờ được CV 2 đồ, chờ được có dắt hai đồ để đánh con cá sấu từ nhà đến Trường thì lúc đấy tranh lệch là quá lớn rồi. Một quả kích tốc gọi là cực kỳ thế giới của bên phía KT Roster Linh Ngộp. Vì căn bản là ván này cũng có len là win để mà tặc răng bám ví vào đâu. Rồng sứ giả mất hết à. Hoàn toàn là một thế trận mà bên phía OKT chủ động hơn. Và họ áp đặt lối chơi với những đường thắng của mình. Cái xa mũ Phù thủy rồi đấy anh em đấy. F Baron 2 và Endgame thôi chứ còn chờ gì nữa đây. Xong rồi. Trời ơi, Nautilus nó vào nó đẩy cái R phát thôi là cái Sa nó vét này, tốc biến đi sau đồng hồ né chiêu cuối. Đánh tin xong cái Sa không vứt một giọt máu nào. Khiếp thật sự. Em Minh bây giờ không còn những pha R vào chết chay giữa đường đối phương nữa. Nó, các bạn nhìn cái, cái biểu đồ thứ thì nó cũng không đến mức là biểu đồ quá lệch cho một vị trí nào đâu. Đây là một trận đấu ở đẳng cấp cao đấy anh em. ván 3 thì Liên chọn phía đội 1. Bắt buộc sang phía đội 1 thôi. Sang phía đội 1 thì họ có được cặp đôi đường dưới là Rakan cùng với Kaisa, họ có được con cá sấu khu đường trên đánh đánh đổi đánh đổi kèo với Kin. Và có được cá sấu để đánh sứ giả các bạn, mất sứ giả hai ván liên tục mà, đánh cờ sân tê rách hay là hay là cá sấu rách thì rách của Zika đều để mất sứ giả hết á. Không 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 thể nào mà pick tiếp đánh được, đánh cá sấu đấy sứ giả thôi để đối phương có sứ giả đối phương có len win nữa thì nó bị dẫn lối chơi theo kiểu snowball chậm và không 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 lật được ấy bên phía ở cây thì họ có a và asia đây là hai super carry các bạn đây là hai con super carry nha mà hai con này là hai con siêu cần thời gian và tài nguyên thì on khu đường trên là một con tướng mà nó đã xuất hiện chung với cặp đôi này từ rất lâu trong quá khứ rồi từ lúc cái cặp đôi này nó xuất hiện trong chuyên nghiệp các bạn là nó đi kèm với con on hoặc là tệ nhất cũng phải là một con sơn khu đường trên thì ván này bên phía của Li Ninh lại ban con Jack mình nghĩ là nó hơi thừa ấy. Cảm giác là kể cả Jack có lắp vào đấy bên phía KT mình cảm giác nó không có quá nhiều áp lực ấy. Trong việc là cạnh tranh sứ giả hay là trong việc là triển khai dọn early như thế nào đấy. Cái kiểu vậy. Và cái đội hình này bên phía của, của Ly Ninh là đội hình mà họ có thể pick thêm những con rất mạnh khác để đánh ra early và khiến cho đội hình phê cùng với AD của đối phương gặp khó ngay dọn đi đường. Đứng trên đối phương chắc chắn phải là tanh rồi thậm chí rừng đối phương có phải là tanh luôn anh em nhé rừng đối phương nên là những con tanh đẹp trong tình huống như này nó sẽ có thể là những con như kiểu là poppy chẳng hạn nhưng poppy thì bị ban rồi thì không còn uh, poppy nữa thì có thể còn rừng tanh như kiểu là sejuani cũng được chấp nhận là cánh trên gần như không có áp lực luôn seju cùng với on hay là sayon thì các bạn thấy là nó nó chẳng có bất kỳ một cái 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 áp lực trong việc đi tấn công nào dành cho những con cá sấu và thậm chí là mất cả sứ giả các thứ luôn đó thì thôi chấp nhận miễn là hai carry được farm là ngon rồi nhưng mà họ lại thấy là đội hình đối phương có một cái nếu mà lắp ngộ không ở đây cũng được luôn ngộ không ở đây thì nó sẽ hơi yếu một chút so với việc là tích một con vi vi thì nó áp lực đầu trận tốt hơn so với ngộ không nhưng mà cái vấn đề ở đây là các bạn thấy là kể cả là pick vi vào thì cớt cũng không anh được không anh được anh em ạ thế thì pick vi vào để tạo áp lực đầu trận kiểu gì bây giờ kiểu như là pick vi vào cho đối phương sợ không dám không không không, không dám sang cướp rừng xong rồi Cớt sẽ farm được cua Cớt sẽ có áp lực level 6, xong rồi Cớt sẽ giúp cho a với a nó farm được một chút kiểu kiểu vậy họ pick vào để đánh gọi là đánh phủ đầu con talia của scout chăng mình không chắc lắm mình pick uh, một uh, chất tướng đi rừng mà tên hướng tấn công và sau đó thì cảm giác của mình là chống chịu với một con on tiến đầu nó không đủ nhiều ấy mục tiêu ở phía cây tivan đây là cao lết mà kéo lết cho con on đúc đồ. Tầm on đúc đồ được cho hai chủ lực này là khỏe lắm rồi. Đừng để bị cách biệt tầm mười mấy nghìn tiền thôi. <laughs> thì những cái sa này thấy cũng chưa phải là có tương quá áp lực cho AF. BOS vẫn farm được. Azi thì để này ban được sa lát thằng dễ chơi rồi. Đánh kèo pháp sư với Ariana thì thua. Azi thua kèo Ori anh em nhé cảm giác của mình là không thua đến cái mức mà có áp lực đâu bởi vì cái kèo này con Oriana nó sẽ có một cái trò là cái trò quy r lấy nửa cây máu Asia cho Asia đi về không không farm được đấy lúc đấy thì Asia nó cũng không làm được gì cả nó xỉa lại sát thương ít lắm đánh theo kiểu cấu gì thôi mà Oriana thì nó có có chiêu cuối nó có Oni được đó. Hay là những con như Leblanc chẳng hạn nó có thể dùng chiêu cuối để Oni nữa thì con Asia nó sẽ hơi ngợp một chút với cái kèo như vậy thôi hoặc là những con như Thalia đẩy đường hơn hơn, hơn nó nhanh hơn nó thôi nhưng mà không đến mức gọi là bị uh, quá nhiều áp lực tới mức mà không chơi game được kèo này thì đội bên phía cây rõ ràng đội hình kéo lết để đánh an toàn rồi đội bên phía của leading thì có một đội hình mà cá sấu sẽ kiểm soát sứ giả và dùng sứ giả để uh, lăn cầu tuyết cho con cái xa hoặc là lăn cầu tuyết cho ngộ không cũng được bởi vì ngộ không mà có sứ giả thì nó cũng khỏe đây là con tướng siêu khỏe luôn anh em nhé có ngộ không thời điểm này Má, à, nói với nhớ đây là con tướng mà mình nghĩ là leading đã học được sau trận thua di tông này đây là một con tướng mà hôm trước Canavi nó cầm đúng không? wow, đánh dâm thật sự luôn, con tướng nó, nó, siêu dâm luôn. Nó là chất tướng rừng carry anh em nhé. Nó là con này là con mà nó gánh tim là nó gánh được á. Đánh về tầm hai trang bị nó dìu đen với cả cái bú dìu thôi là nó gánh tiêu khỏe luôn anh em. Nó vào tim nó cực kỳ rác luôn á. Mà con này nó kiểm soát được sứ giả thì nó thả sứ giả nó tự ăn khiên trụ cho nó là nó Bố dìu sớm là nó vẫn tác động tới ban đấu ngon nha. Chỉ là nó hơi tù trước level 6 á. Nó hơi tù thôi. Và đẳng cấp cao như kiểu là Canavi ấy, thì nó đánh ngộ không carry rất là tốt. Lê Levi cũng có những con ngộ không carry ở một vài ván đấu rất là hay ở tại VSET á. vừa rồi chung kết thế giới cũng đánh luôn. Thì ngộ không là con tướng carry được chỉ là nó yếu đầu trận nó, nó, không có áp lực gì cả ấy. Mà nó sẽ bị sợ dừng đấu sĩ sang cướp Dừng hay là đấm đấm nó thôi. Thì ván này là thằng Giang nó rất là tự tin nó pick con ngộ không và nó đánh kèo với con Vi luôn. Vì nó biết là ba đường nó không thua đâu. Ba đường bên phía bên kia thì nó phải là những đường quá áp lực trong phía của leading nên nó pick con ngộ không và nó gánh team. Ờ. À, đúng là khoai tây lốc xoáy thật. Gánh ác luôn anh em ạ. Lehen cấp 1 bị mất một cái spell. Một lợi thế cho bên phía của Linh, Linh trong việc đi được khu đường dưới. Kèo mid thì Cao đánh cùng với BD kèo này cũng ok mặc dù là BD mang theo cái mưa kiếm thì cũng có một chút áp lực đấy nhưng mà so kèo với Orianna thì Orianna vẫn đẩy đường với là nó PK tốt hơn một chút. Ngộ không đầu trận thì ăn dừng trên số giống con vi kèo top thì kèo free dành cho Zika. Boss thì Gala cầm nhịp độ chứ không phải là mưa kiếm. Vẫn đi lên thắng vì phía kia chỉ là một con bò mất flat thôi. Thế trận gọi là rất chill ở dạng đầu trận đến tất cả hai bên. Thế trận rất chill và bên phía KT vẫn đi đường rất ghê. Quả xử lý thế giới là lấy hen nữa. Bạn thấy này, hiện tại này. Top đi kèo giữa On với k không thua CS. Kim đi đường cỡ đó đó. Mid-Asia cầm mưa kiếm đi đường với Orianna vẫn ok bot a đi với bò mất flat level một vẫn có thể farm ok luôn không vấn đề gì luôn ba đường cây ti ván này đường đều thua nhưng vì dùng đấy phương có áp lực nhưng họ vẫn farm rất tốt không có cái đường nào gọi là bị ao farm hay là bị dẫn tới cái thế gọi là mất dòng free giống như ván trước cả và thậm chí lấy hàng có quả xử lý đây các bạn cái này định nghĩa có tay to chứ còn chờ cái, 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 gì nữa đây nếu như pha này con Rakan mà e sớm đi các bạn ví dụ con Rakan nó e vào đây đi thì có phải là hai thằng đều dính combo không giữ chân lại bởi pháo trọng trường bị đứt về flat e flat q hai người con cai xa phải ở đây cho con ra can nó, nó nó đứng ở đây để nó e chứ vẫn chết vẫn chết anh em ơi mạng không nhìn lại cho em mình mà em mình mất cái flat này tính flat lên đánh tay cái hồ hỏa cục ấy cũng được nó cũng giống cái e con vi vậy em mình phát lên nhưng mà mạng có dành cho curse pick con vi là được cái là anh được mạng này thôi chứ còn mình nghĩ là cảm giác nó sẽ hơi khó dùng ấy. Nếu mà đội hình này đã có on cùng với Alistar mà có thêm một con tanh che te che đầu thôi. Và pick con kiểu như là Brom ở đây này. Pick Brom ở đây xong pick thêm một con uh, pick Brom để cao tờ những con như là ngộ không cá sấu ấy. Xong rồi pick thêm một con rừng rừng tanh ở đây thôi. Thì là Asia Afe nó sẽ hết rồi. Chấp nhận là farm hòa với một con ngộ không nó tăng tính sức mạnh cũng khá khỏe. Lehen xử lý quả mắc ping ha. Topkin farm kèo này quá tốt luôn các bạn ơi. Kèo này thì đến thời điểm này thì Oriana sau level 6 thì nó sẽ xoáy liên tục rồi. À? Nó khoai tây lúc xoáy liên tục vào đầu Azir mất nửa cây rồi. À? Azir không thể nào bung chưa cuối đổi chưa cuối với Oriana như kiểu lên lăng được. Đánh đây early phía KT đánh ổn rồi đó. Đánh rất ổn luôn đó. Đánh rất ổn để có cái điều kiện thắng là late game. Chỉ là dòng đầu dòng gió thì có thấy hơi sợ một chút bởi vì đối phương sẽ stack dòng lại rất là sớm nhưng mà... ...Len đâu có thua đến cái mức mà bị mất dòng đâu anh em. Bot ok, thậm chí là len xử lý quả hay. Top farm rất ok. Mid vẫn xử lý ổn đến từ BDD. Không bị áp lực linh hồn dòng. Có được cả dòng một nữa. Tập này bỏ thêm 3 con rồng nữa thì đội hình này farm biết bao nhiêu mà kể anh em ạ. Cần một con tay, tanh kiểu là tanh che chuyến đầu cùng với con on thôi để Alista mở cũng được. Đội hình đánh cover hai kẻ hai carry mà anh em. Hoặc là nếu mà sửa con Alista thành một con Brom nó không mở được mấy thì pick một con rừng mở là đẹp. Rừng mở thì còn con Reo đó. Còn nếu mà pick uh, đội hình như thế này thì Alista là có Alista vòng sau mở cũng được ok. Pick con dừng tay tuyến đầu thôi. Dừng tay tuyến đầu thì uh, pick con ở à, kể cả là một đấu sĩ nó xin ra nó tanh cũng được. Xin ra nó bật cái R lên nó tanh cũng ok luôn đối phương vào như kiểu ngộ không hay là cá sấu Xin ra bật cái R lên tanh đam của Ori cùng với Kai'Sa. Nó xin ra thì nó hơi ameta một chút tại thời điểm này với là nó cũng hơi sợ cái xoáy Oriana nhưng mà nó cũng làm con tanh khá là tốt đấy thật ra có sứ giả anh em nhé vì áp lực ca sấu lên nhiều quá qua tưởng tượng cái pha này là bên phía của Linh ninh có một con cá sấu khu đường trên đang thứ nhất là nó nó vẫn farm được nó vẫn khỏe nó vẫn là một chất tướng kiểm soát sứ giả khỏe mặc dù on cũng là con tướng giao tranh mạnh nhưng mà thời điểm này thì giao tranh thì nó cảm giác hơi đuối sát thương với cả nếu mà lê hen lên để đánh sứ giả chung với đồng đội đó thì em mình không flash cũng hơi 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 ghê hơi ghê à, hơi ghê nếu quả này muốn ăn sứ giả thì bắt buộc phải kéo súp lên rồi ra lên trước rồi đánh anh em này nếu mà alista đi theo thì con afe không flash này cũng hơi hơi phi <laughs> hơi chui phi cho con cái xa đó thôi, thôi, bỏ nhá bỏ sứ giả anh em nhá pha này thì tốt đối phương mạnh bóp thì ad đang cần người chăm họ oh, chấp nhận mất xứ giả thôi, xứ giả với cái đội hình đang không thua bất kỳ một lane nào, mặc dù pick là một đội hình mà các bạn thấy nó thua ba lane về mặt chất tướng, không có chất tướng nào hơn cả nhưng mà không đến mức thua quá nặng, không có bất kỳ một khiên trụ nào cho bên phía của Linh, Linh luôn mà, đi đường 10 phút đầu bên phía KT không mất bất kỳ một khiên trụ nào luôn anh em, thì việc đối phương có một con xứ giả nó cũng chỉ là một ít tiền cho ngộ không để nó có bố dìu sớm hơn một chút thôi, Nên tất nhiên là áp lực ngộ không gánh team nó có nhưng mà làm sao bằng so với Azir cùng với Afe được các bạn, hai con này nó gánh khỏe hơn so với ngộ không nhiều chứ. on đúc đồ nữa thì late game rõ ràng là cá sấu đuối rồi đến đây một dặn early kt lại tiếp tục kiểm soát tốt thêm một dòng thêm một dòng yếu tố nữa là áp lực đối phương ăn dòng bốn ở phút thứ hai mươi lăm nó không có trời ơi thế mà vẫn hồi kt đánh dòng hai kiểu gì <laughs> cúp từ cái con dòng hai đấy nghe kt có vẻ nghĩ linh, linh cũng hơi đơn giản đấy vì thời điểm này không có đội nào mà bỏ dòng bỏ dòng khơi khơi anh em ạ bỏ dòng khơi khơi nó rất là rất là hại cánh còn lại Bây giờ bỏ rồng cứ nên ra tạo áp lực nhìn nhìn một chút Nếu đối phương không có đủ nhân sự hay là đối phương ăn rồng láo thì mình có thể khai thác mạng trở lại Có thể mất rồng cũng được nhưng mà khai thác một hai mạng cho carry vẫn ok mà Bây giờ ít các đội bỏ rồng khơi khơi lắm Ví dụ hôm nay KT check cái mạng của Orianna trên top mà bị con Serrat lên solo kill á Cái mạng đấy là cái mạng mà Gam bỏ rồng khơi khơi dưới bot không có áp lực nào đối phương đối phương mới cả mới có thể gọi là để có sai lát lên top solo kill Orianna thế chứ nếu mà bot mà có áp lực một chút thôi là con Ori gỡ được chủ tốt rồi đừng có bỏ giống khơi khơi anh em ơi tất nhiên nó có tùy thế tùy tình huống là có tùy tình huống là nó nó, nó có um, áp lực để mà di chuyển dai không nữa nhưng mà trong những trường hợp lúc này thì không ai bỏ giống khơi khơi cả anh em ạ đây là một pha mà cất xuống dưới bot để uh, tấn công một tình huống mà bên phía OKT đã thiết lập một pha tấn công mà chết luôn cả Gala, AF em Minh này. Em Minh ở FCK cũng thuộc dạng là thợ thầy AF đấy anh em. Chết Gala ngay đây luôn. Thực ra đội hình này có mạng này cũng tốt thôi nhưng mà thực ra cũng không cần lắm. Nên nói chung là Asia và AF mà kéo lết được là ngon rồi, có lợi thế nên là là nó, nó là, câu chuyện mà nó nó quá là cầu toàn đấy, không phải lúc nào cũng có mà để có hai mạng cho con vi và nó hồi nó vẫn phế thì cũng không nên thả là pick một con tanh ở đây này anh em này Pick một con tanh ở đây mà không có mạng nào cũng không vấn đề gì a phê với a gì đâu cần phải có rừng súng ăn mạng của nó làm gì đâu và tất nhiên những mạng như này cho kt một lợi thế khá lớn và họ sẽ cần phải xử lý tốt con vi hai mạng này của curse nhưng mà nó hơi nó hơi khó dùng cảm giác của mình nó hơi khó dùng so với những con như kiểu là reo xin dao hay là seju mau các thứ ấy. Mau thì hơi khó để pick tại thời điểm này nha Đây là một pha mà Tạc Răng đã quyết định lên khu đường trên để thả sứ giả rồi. Pha này đang lên đường trên thả sứ giả để lấy tiền khiên trụ và gánh tim thì Tạc Răng thấy bot có biến. Thế là bot uh, hơi báo Tạc Răng một tí, Tạc Răng lại phải chạy ngược xuống dưới bot sau cái pha sứ giả. Một cú TP cực hay đến từ Kim vào có mắt bãi chim mà khiến cho Scout thực sự là ngộp. Scout không thấy cái âm thanh TP đánh hai hai giữa top mid đến từ cả hai team thì KT thắng chặt 100% thắng cú này luôn. Scout chết và sau đó thì Zika không gỡ được mạng của BD với tình huống hỏa dựng triệu lần hai. Bên kia thì khoai tây lốc xoáy có được mạng của Curse. Nhưng mà mid top đánh quá hay. Vì mid top bên phía của KT đánh đủ hay rồi nên là pha này cũng không mất rồng anh em nhé. Vẫn có thể về thiết lập lại pha rồng sau một cách bình thường. Đó, Linh, Linh không ăn được rồng. BD TP lại. Lili không ăn được giống hai luôn mà các bạn. Đánh cái đội hình này mà đổi hòa 1-1 cỡ nào cũng được, cỡ nào cũng đổi. Tôi không biết lý do thì sao phía KT lại ăn con rồng này như thế này. Đang replay thì lại có một tiếng ăn rồng lén và ăn fail Tôi thấy là pha này là Afe ra mid rồi, Alistar cũng ở đây rồi, uh, On cũng đang đi bộ từ nhà đi ra rồi vi cũng hồi sinh từ nhà đi ra mà còn nguyên chiêu cuối rồi là thấy pha này ở pha này là bên phía cây okay, vẫn có cơ sở đánh nha họ còn một này hai này ba chiêu cuối họ còn tới ba chiêu cuối các bạn phía bên kia còn có mỗi chiêu cuối của Kai'Sa xa với ở rakan hai chiêu cuối không có tí đàm nào luôn không có một cái tí đam nào luôn Mà đang đi xuống chung rồi không hiểu tại sao hai ông này lại về ạ à. ờ. đấy đi ra đến đây rồi còn về này đang đẩy xong cái quay thậm chí đẩy quay này để trước luôn đấy À, phê cung phong linh để trước cái mid xong rồi sau đó thì tự nhiên thấy ăn dòng ba người ăn dòng ba người xong hai con này về làm cái gì không biết nữa mà trong khi đó cái cơ sở để tìm pha pha này rõ ràng là cặp bot còn nguyên còn full hai cái ulti dừng còn ulti luôn đây đang nghĩ là một con rồng mà họ sẽ có, có được nó một cách dễ dàng vì pha này là bên phía cây tím hai tp rồi anh em nhé thứ nhất là kin tp rồi có bãi chim rồi thứ hai là azir của bd đã tp xuống trụ bot rồi thì nếu như pha này bot mà ở lại đứng giữa sau đợt đẩy vừa rồi mà ra đến đây để ăn rồng á thì làm gì có cái chuyện mà Linh Ninh ra đến đây là ăn rồng làm gì có cái chuyện mà tặc răng dám xuống khung hang rồng lúc này vì không có tốc biến nữa vừa trừng phạt thua vừa mất rồng vừa mất mạng cặp bot thì vừa về đến nhà xong rất chủ quan đến từ phía KT và sau pha này là đi nhá sau pha này là đi một sải dài luôn nhá thế trận hiện tại có thể là ngang tiền ngang tiền và thậm chí là pha này thậm chí là ăn đúng nhá hai rồng cho KT với một đội hình chẳng có lý do gì để phải đánh vội cả chẳng có lý do gì để đánh vội cả anh em on đến level 11 chưa gặp bất kỳ một khó khăn nào về mặt thế trận chỉ đang hơn thế trận so với đối phương Asia phế không ai farm thua cả thế mà con vi hai mạng để chết tiếp tục hai mạng sau đó thì mất rồng hai và sau đó thì thế trận được thuộc dạng là vừa mất trụ tốt vừa mất rồng vừa mất mạng canh dưới thảm thảm rồi đây là một ăn giống rất chủ quan đến cái cây Roster nha họ quá là chủ quan và họ suy nghĩ quá đơn giản về mặt mục tiêu lớn ở trong cái ván đấu này họ đặt rất nhẹ tình huống vừa rồi luôn và linh đánh một cú hộ không này các bạn nhìn này rồi đó hộ không đã chuẩn bị hai đồ sớm hơn cả phê với Asia rồi đó tí nó vào nó lốc xoáy khoai tây ở đây là chắc là ngất ngây giữa đường luôn đấy hại thật sự mất rồng mất mạng mất trụ mất tất cả mọi thứ cho ta vào đồ anh em ạ một cú gọi là đi một sải tương tương đối giải. nó nó kéo theo hiệu ứng domino ấy còn on level 12 chưa đúc được đồ là bắt đầu cảm thấy gãy gãy rồi kin cấp 12 đang farm chiu chiu thì bị ganh chết vì lúc này phế rồi vì lúc này ăn hai mạng đánh với ngộ không hai mạng cỡ nào đánh được cỡ nào đánh lại anh em Chỗ cách là đánh lại cả Mấy quả cầu scout để nó cũng là quả cầu ma thuật luôn đấy chứ Xoáy thế này mà flat đi vẫn dính chịu rồi Ngộ không Orion mạng nào ăn gánh được hết Rõ ràng là cái tác động ban đầu bây giờ của con ngộ không Thật ra nó tốt hơn rất nhiều so với con vi của Curse Mà hai mạng cứ đang đầu trận thì thực ra là nó cũng chưa mang lại một lợi thế quá lớn dành cho em Minh hay là bản thân của cớt cũng trở thành một vị tướng tỏ ra tương đối là quẻ với đội hình này bên phía kt cảm giác của mình là như vậy đấy đây sai lầm nối tiếp sai lầm vừa mất mạng của kim đứng dưới xong bị sứ giả húc bảy trụ bot. chết thêm hai mạng chết thêm mạng của lê hen khu vực đường giữa mất cung phong linh và thanh tẩy đến từ vị trí của em minh đi một sải dài luôn Kin cũng chết luôn quả này vừa tp ra trụ mít xong chết luôn một trụ còn một trăm phần trăm cây máu là những nỗ lực rất đáng ghi nhận của bd không đi được bd đánh quá tốt rồi kèo asia mang mưa kiếm đánh cùng với oriana của scout và không bị mất máu trụ nhưng mà sau đó thì hai trụ bot bị mất máu vì con sứ giả trụ mít cũng mất trụ mít không những không ăn được lại còn chết ngược vị trí của lehen kin chết hai lần liên tục không có cấp độ để đúc đồ <laughs> một sải dài anh em ơi. trượt gọi là trượt không phanh luôn đây là lý do vì sao mình nói là KT mặc dù là đội mạnh nhưng mà họ chưa đánh ra đúng sức của họ ở tại FCK á FCK họ đánh ghê hơn nhiều FCK đợt mùa hè vừa rồi các bạn thấy họ đánh vòng bảng của họ đánh đánh cái Genji nhìn nó nể luôn á Họ đánh vòng bảng đúng thuộc dạng là quái vật luôn đấy anh em. Những Gen Z T1 ngày đấy mà gặp KT vòng bảng là cũng thuộc dạng là vã mồi hột. Thậm chí là họ gõ mấy ông Gen Z T1 hai không có thứ bình thường. Mà ra cho cái thế giới thì bạn thấy là đánh từ cái trận DK đã thấy là KT xử lý nó chưa, thực sự là chưa thực sự là ra dáng của KT ở tại LCK. Nói trận này thì cũng khá là nhiều lỗi. Có những ván họ đánh như ván hai đó. Đánh như ván hai họ Snowball họ đánh, đánh lăn cầu tuyết rất là chuẩn chỉ luôn các bạn. Mà có những ván như thế này ở tại chung kết thế giới thì rất là đáng tiếc cho KT. Một lát mà cũng không còn gọi là quá non kinh nghiệm nữa. Ai cũng đều là kinh nghiệm đầy mình thi đấu lâu năm hết rồi. Và tất nhiên rồi, đây không phải là đối thủ yếu. Li nói ở tại LPL họ chỉ thua Zidong thôi các bạn. Nó chả thua team nào cả. Bây giờ xét trên bàn cân mình nghĩ là Li chắc chắn là mạnh hơn cả Bilibili rồi. Các bạn nhìn Gala đánh này, các bạn nhìn Zika, Tặc Răng nó xử lý này cấp 12 chưa đúc được đồ đã phải giao tranh quả này thì cớt không biết làm cái gì tại sao không rờ sớm đi tại sao con ngộ không nó dám đứt lên nó e vào mà sao lại không rờ nó luôn trời ơi còn chờ cái gì mà không rờ con ngộ không này đây ngộ không thì nó bắt buộc phải làm tìm cái e vào giao tranh chứ không phải đứt vào giao tranh ngộ không mà đứt e thì chắc chắn là chuối free rồi rờ đổi rờ với ngộ không khúc này là asia phê nó xỉa con ngộ không thì chắc chắn nó bị sát tao một trăm phần trăm chết một trăm phần trăm chết không khí phát quá lưỡng lự r rất trễ vẫn thua team mà thôi Leading hôm nay đánh cũng lỗi nhiều ạ. Như ở ván 1 họ chưa đánh mắc ping cái lối chiến thuật sai Sakai Aphelios Họ có thể đánh tốt hơn rất, rất nhiều. Rất rất nhiều luôn. hôm trước linh còn thắng di đông một ván mà nhưng mà nói chung là họ cũng không yếu tí nào chả có ai gọi là chuối phi trong cái cặp này cả chỉ là ai ít sai lầm hơn thì người đấy win thôi anh em ạ đánh với các cái khu vực yếu ví dụ như là uh, các cái trận ở vòng khởi động chẳng hạn thì chúng ta nói là Đội nào sai lầm <laughs> nhiều hơn đấy thua đúng không? Còn vào đến vòng này chúng ta sẽ nói là đội nào ít sai lầm hơn đội đấy thắng. Đội nào ít sai lầm hơn. Đánh ở play in thì kiểu như là đội nào thi xem đội nào phạm phải sai lầm nhiều hơn hoặc là sai lầm nặng hơn. Còn vào đến đây thì nó sẽ là đội đánh xem là đội nào ít phạm phải sai lầm hơn. Thì đội đấy win. những sai lầm ở những cái trận đấu như thế này nó cũng bị trừng phạt nặng lắm nó thậm chí nó làm cả một ván đấu đi luôn á như đây các bạn thấy cái ván này đấy chỉ có một con rồng thôi mà chỉ có một rồng hai xử lý lỗi thôi mà bị trừng phạt mất rồng hai bị chết thêm hai ba mạng mất trụ tốt <laughs> đi một sải dài luôn tự nhiên là early đang xử lý tốt xong bị đến cái thời điểm này là 23 phút mới còn level 13 cho con non trời ơi đánh cái gì vậy mấy ông các bạn thấy là con, uh, con on này của Kin nhá. Tôi tu lại cho các bạn nhá. Đánh đây là xong cái game rồi rồi anh em ơi. Con on của Kin này. 13 phút cấp 11. Một dạng landing mà Kin đã làm quá tốt, cao làm cũng tốt, B đi làm cũng tốt luôn, B làm rất tốt luôn. 13 phút cấp 11 anh em ạ. À. Vậy mà đánh một hồi đến tận hai mấy phút mới lên được 13. 10 phút trời kin lên được hai level. 10 phút trời kin bị kẹt ở level 13, không lên được 14 để mà đúc đồ cho đồng đội nữa. 10 phút. Chỉ một con rồng thôi các bạn. Đánh ở đẳng cấp cao nó như thế đấy. Ngợp luôn đấy, thậm chí là sau rồng vừa rồi ngợp luôn đấy. Cớt quả này cũng không biết là làm cái gì luôn. <laughs> <laughs> một con vi đã bị lạc quẻ cái đội hình này rồi ganh được hai mạng đầu trận cũng là rất tốt rồi đấy nhưng mà về sau cực kỳ khó vận hành tôi không biết là vận hành con vi thì kiểu gì nó sẽ không giống như kiểu là một poppy đứng tuyến đầu đâu ván này bị ban poppy là bên phía của lý Đinh đã ban một con rất là trí hiểu cớ rồi đấy nhá chứ cơ ván này mà có poppy nữa thì thôi bật đứt đứng kế bên của Asia, thì cho tiền tặc răng với là zika không dám vào ấy xoáy hai người đến từ Orianna với tình huống xoáy và a quả cầu nó là quá khó nhìn khi mà đặt sau trụ đấy từ vị trí của scout quả cầu điều ra sau trụ đối phương anh em ạ à. nhìn nó có ra quả cầu nào đâu anh em chả thấy quả cầu nào đây cả qr cũng chả thấy đâu luôn tự nhiên thấy cái xoáy đùng xong em mình bị cái xa r vẫn chịu 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 hẳn rồi rất tiếc cho kt nha đây là trận đấu mà họ đã đánh ván hai ban pick tốt hơn rất nhiều so với ván một họ đã thay đổi ban pick rất là tích cực nha bắn một bắn phích phê con dinh thôi để na phê quá vật quá nếu có dích thì mình nghĩ con có dích nó sẽ là đẹp tốt hơn đó. nó đẹp tốt hơn đó. chứ kể đứng giữa sát thương vật lý bot pick dích ngon lắm chẳng hạn như bây giờ mid là Orianna và bot pick dích nó là vấn đề đó bởi vì Orianna với dích nó là trùng sát thương và đối phương lấy kháng phép một cái là cả hai con giày thủy ngân cái là hai con cũng ngủ, ngủ ngay lập tức nhưng mid là dây bot pick con dích là bắn một là cây tị cũng ngon luôn rồi mình suy nghĩ sao chuyển sang con dinh đi đường thua na phê quá mất rồng cái thứ free quá Thôi được rồi, Linh, Linh cũng là một đội mạnh và họ đã trừng phạt sai lầm của KT rất là tốt để có được một uh, trận thắng 2-1 và đi tiếp vào vòng tứ kết 100%. Còn Cây uh, KT thì xuống nhóm 22 thì bây giờ cũng tùy vào lá thăm hay may rủi. Ở trong nhóm những đội 22 thực ra là cũng nhiều đội mạnh lắm. Thế nên là chỉ có thể hy vọng vào lá thăm nó sẽ đưa KT tới một đối thủ nó dễ chơi hơn thôi. Chứ còn bây giờ thì việc mà KT lỡ và có bị loại khỏi giai đoạn vòng thụy sĩ này thì chắc là cũng không biết trách ai bây giờ đây. Ờ nếu như họ vào được tư kết và đánh bo năm thì nghĩa là họ mạnh cái team mạnh cái team rất mạnh luôn anh em họ đánh chuẩn chỉ những ván như ván hai thì nhiều khi những đội lớn như jinton các thứ cũng ngộp như đừng nói là leading hay là t 1 hay là genji cái thứ chắc là họ cũng vã hết đấy thật luôn các bạn họ đánh chuẩn chỉ những cái ván như cái ván hai mình nghĩ là cũng sẽ không có nhiều đội để đối phó được với họ đâu những cái ván mà họ xử lý như vậy là những cái ván mà lăn cầu tuyết các thứ các bạn là thế giới luôn được kiểm soát hai dòng đầu hai sứ giả đầu Pick cá sấu vào xong rồi kim nó kiểm soát hai con rồng sau đó thì mid đẩy đường liên tục không mất flash pha nào luôn không chết pha nào luôn dừng thì cớt đánh kiểm soát cũng thực dạng là top tier luôn rồi những cái đội hình mà nó tham vọng nhiều như bên phía của liên minh ván này là ngộp chắc chắn là ngộp Oh, cái clip phân tích trận linning cùng với kt của mình đến đây là kết thúc rồi à, ngày mai thì vẫn sẽ có những trận rất là hot khác mình sẽ tiếp tục phân tích tiếp anh em nhé từ giờ trở đi đến uh, cuối của chung kết thế giới thì mình không biết là mình có bình luận hay không nhưng mà bởi vì nó sẽ có rất, rất nhiều trận hay đấy các bạn nó có cực kỳ nhiều trận hay luôn thì mình sẽ bởi vì nó có quá quá nhiều đội mạnh tại những cái vòng đấu gần gần đây các bạn thấy là sẽ còn thi Billy bilibili ở trận hay này trận này thì chiu chiu thôi à, những ngày sau thì nó sẽ có những trận hay là vào tứ kết nó sẽ là những cặp đấu đám rất là căng thẳng để mình sẽ phân tích nhiều hơn nữa những vòng vừa rồi thì nó còn quá là nhiều những cái trận nó, yeah. nó có những đội tuyển uh, chưa phải là quá mạnh xuất hiện nên là mình không phân tích nhiều thôi nhưng mà sắp tới thì mình sẽ phân tích nhiều hơn anh em ha.